Kìa ta. Hello, em chào mọi người nha. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello chị Trúc Mai Nguyễn. Hello chị Vi Ngọc. Hello mọi người nha. Rồi mọi người vào like, mọi người cho em xin một nút chia sẻ về trang cá nhân nào các chị ơi. Mọi người chia sẻ lên trang cá nhân và lên các hội nhóm dùm em nhé. Hôm nay có, tối nay em sẽ có 3D xịn về cho mọi người rất là đẹp luôn. Hàng say đại nha mọi người nhá. Hàng say đại nha. Rồi mọi người vào like, mọi người chấm chấm lên dùm em với nào các chị ơi. Ôi em vừa thấy lên được gần 30 người xem, lại bị tụt xuống là bị sao đây? Hôm mạng nó bị gì mà vừa lên người xem xong lại bị tụt xuống là sao đây? Mọi người xem mạng có ok không các chị ơi? Xem mạng có ok không? Tại vì em thấy view nó vừa lên xong rồi nó bị tụt xuống luôn. Rồi chia sẻ lên dùm em với nhá. Tất cả chị đang xem live mình chia sẻ lên dùm em. Bấm nút thích live stream lên dùm em và chuẩn bị em tặng quà đầu like cho mọi người nào. Ngay hàng sai đại về đẹp mê ly luôn. Rồi những chị nào anh đang xem live mình chấm chấm lên dùm em với nhá. Em chỉ nhìn thấy có 1-2 chị thôi. Mọi người đang xem lượt like của em rồi chấm bài để em tặng quà đầu like nhá. Hello chị Nguyễn Nhung này, chị nào mình muốn nhận quà thì mình chia sẻ live stream và mình tương tác bài lên dùm em. Rồi em sẽ tặng quà cho mọi người. Nay về hàng 3D ngố nằm, hàng 3D xịn sò luôn các chị ơi, form rất là to luôn. Form này là form cực kỳ to luôn, nên em chỉ lấy size đại mọi người ạ. Hàng size đại đẹp lắm luôn ạ, hàng này thị trường đang bán giá mấy trăm nghìn một set luôn này mọi người này. Nè đẹp chưa ạ, mê ly luôn, hàng thương hiệu cao cấp dùm em, cái này em mặc còn muốn vừa luôn này. Hàng thương hiệu cao cấp dùm em nhá. Form này của nó khoảng chừng 45 cân đổ lại mặc đẹp luôn đấy mọi người. Mê ly nó một set đồ luôn. Thun lạnh dùm em nhá, đẹp mê ly luôn. Nó từ 18 cân đổ lên cho đến 40-45 cân đổ lại vừa mọi người ạ. 18 cân đến 40-45 cân này, đẹp chưa? Hàng thương hiệu nha mọi người nha. Nó có set là một nè, nó có bộ là một. Cái lô hàng này nó có bộ là một này, nó có váy này và bộ này set chân váy này và quần đùi mọi người ạ. Đó, bộ set chân váy và quần đùi. Hôm nay chỉ có lên hàng thun lạnh cho mọi người thôi. Rồi hello chị Phan Thị Út này, hello mọi người nha, mọi người chấm chấm lên dùm em với các chị ơi. Những chị nào mình đang theo dõi được like của em thì mọi người chấm bài lên dùm em, tương tác bài like lên dùm em với nhá. Chấm bài và tương tác bài like lên dùm em, thả tim thả like lên dùm em này. Chấm bài thả tim thả like lên dùm em này, cái này một cái váy này đầu like này mọi người. Cái này em còn một cái nữa này, váy gấu dùm em rất là đẹp luôn. Cái này mọi người chốt em từ 18 cân đến 25 cân nhá, cái váy này giá 10k đi mọi người. Cái váy này em bán luôn cho mọi người giá 10.000 này. Chị nào mình đã chia sẻ rồi mình lên comment hộ luôn dùm em là mã váy gấu 10k và giúp em nhá. Ai lấy mã này mình lên comment luôn dùm em là váy gấu 10k và em tặng luôn cho mọi người. Không có đợi chờ gì hết nữa luôn. Chị nào mình vào sau là không có quà nhá. Lên comment hộ em là váy gấu 10k và giúp em. 18 cân đến 25 cân đổ lại mặc đẹp các chị nhìn hộ em này. Mình có chia sẻ livestream thì em mới chốt, còn không chia sẻ livestream em không có chốt đâu nha mọi người. Váy gấu 10k giúp em tặng rất là nhiều quà đầu like, nó áp dụng cho tình yêu nào có chia sẻ livestream dùm em nhá. Rồi chị nào thì váy gấu 10k, chút nào váy gấu 10k với em còn đúng một cái ra hay là gì chốt hộ em. Mọi người chia sẻ livestream và để chế độ công khai lên dùm em nha mọi nhá. Chia sẻ livestream và để chế độ công khai lên dùm em. Tương tác nhiệt tình lên dùm em để em nhìn thấy mọi người nha. Ai đang xem live tương tác nhiệt tình lên dùm em để em nhìn mọi người. À, có thấy chị không chấm bài mỏi tay chị Trúc Mai Nguyễn có chào chị rồi mà ta. Có chào chị rồi mà. Ôi, chị nào thì váy gấu 10k chốt hộ em, xem chưa nhìn thấy cái comment của ai không biết nó có bị chậm comment không mọi người. Các chị nào mình đã chia sẻ livestream mình lên comment hộ em là váy gấu 10k tặng cho mọi người giá là 10.000 đồng một cái này. Chia sẻ livestream lên dùm em mạnh mẽ lên dùm em mới nhìn thấy các chị mọi người nhá.
Tại vì tối nay nhiều hàng đẹp lắm nên chị cố gắng mình tương tác, mình chia sẻ livestream lên dùm em nào. Em chỉ áp dụng cho chị nào có chia sẻ livestream dùm em thôi, chứ còn chị nào mà không chia sẻ livestream em không có tặng đâu mọi người. Ok, váy gấu 10k chị Hồng Nguyên này. Facebook này nó bóp tương tác dữ lắm luôn, nó chỉ hiển thị comment cho chị nào mà có logo được chia sẻ thôi mọi người ạ. Nên là ai cũng chia sẻ livestream là nó hiển thị, nó ẩn comment dã man luôn. Cái này em còn một cái chip hàng em bán là 55.000, cái này chip đúc nguyên khối dùm em nha mọi người nhá. Chip đúc nguyên khối dùm em này. Mềm đẹp quá. Mà thôi, cái này em để này, em mặc đi mọi người. Cái này em để này, em mặc đi. Để mặc cái khỏi bán luôn. Vì nó còn có đúng một cái nó để mặc để đại mặc cũng được. À, em mới nhận được thêm hai đơn rồi, đồ đẹp quá trời luôn. Em cảm ơn chị Phương Nguyễn nhiều nha. Mọi người chia sẻ like lên dùm em nhé. Sao cái nút này bây giờ nó không có nút ghim nữa rồi mọi người ơi. Bộ vàng sọc cứ từ từ em lên cho mọi người. Form của nó là form lớn đấy, form đến 40 cân đổ lại. Chị yên tâm ngồi lại like vào đấy giúp em nhá. Ngồi lại like săn hàng đẹp dùm em. Nhiều hàng đẹp lắm chị ơi. Ngồi lại like và săn hàng đẹp dùm em nè ha. Rồi cái này em còn em còn mấy cái bộ này lẻ size đầu like thì em tặng hết cho mọi người đầu like luôn. Mọi người cố gắng, mọi người chia sẻ like, thả tim, tương tác phải like lên dùm em với nhá. Cái này em còn hai set này dành cho 32 bé này. Mỗi bé một set này cho em với giá là 10.000 đồng một set nha mọi người, 10.000 đồng một set này. Size này dành cho bé từ 8 cân đến 14 cân. Mọi người lên comment hộ em là mã set nơ 10k và kèm cân nặng lên dùm em này. Mỗi bác một set cho em với giá là 10.000 đồng một set hộ em nhá. Nhớ là mình phải có chia sẻ livestream thì nhà em mới chốt đơn, còn các chị không chia sẻ livestream em không lên đơn quà tặng đâu ha. Comment hộ em là set nơ 10k với em. Nó có hai set, một màu vàng và một màu hồng dùm em, đẹp chưa? Tặng cho mọi người thì giá là 10k luôn, có nghĩa là 10.000 đồng một bộ đấy. Set nơ 10k mình phải kèm cân nặng thì mới chốt được, không kèm cân nặng em không có chốt được đâu chị ơi. Nhận nơi hạnh phúc mỉm cười chưa, chia sẻ livestream chị ơi, không chia sẻ livestream không bán 10.000 chị ơi. Chị nào mình không chia sẻ livestream là mình không có quà 10.000 đâu chị ạ nha, được chưa? Rồi cái này em còn một bộ Mickey thun lạnh dùm em này, cái này là Mickey thun lạnh nhá. Đồ nhà trang bé mặc thích lắm, giá rẻ này mọi người. Em báo lên chị Trúc Mai Nguyễn mà tức quá hôm nay không ghim được bình luận đó chị ạ. Tức quá không ghim được bình luận luôn. Rồi ok này, set nơ 10k chị Yến nha, 12 cân ok này. Ai không chia sẻ livestream em không có chốt đâu nha mọi người nha, không chia sẻ livestream chốt đâu. Em còn một set nữa, hết 14 cân rồi. Còn 10 cân, 8, 10 cân nữa thôi. Cái này em còn một bộ thun lạnh này mọi người này, một bộ thun lạnh cho bé này. Hết set nơ 14k, chỉ còn set nơ 10k nữa thôi. Thun lạnh này mọi người chốt cho em 15 cân đến 20 cân đổ lại dùm em nhá. Chị nào này thun lạnh chốt luôn dùm em, thun lạnh này. Thun lạnh này bán tặng cho một chị luôn, giá là 15.000 một bộ luôn. Ai này thun lạnh 15.000 chốt thun lạnh 15k rồi cho em là được ha. Hello chị Đặng Thu Hạnh nha, hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào live, mọi người cho em xin một nút chia sẻ với trang cá nhân và lên các trang hội nhóm lớn dùm em. Các chị chia sẻ thấp quá, mọi người mới có 64 lượt chia sẻ thôi. 64 lượt chia sẻ và được có 16 lượt thích like thôi. Mọi người chia sẻ đếm lên hàng 3D nha mọi người nhá. Chia sẻ đếm lên hàng 3D rất là đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Chị nào không kèm cân nặng em không chốt đâu mọi người ơi. Phải kèm cân nặng thì mới chốt được chứ các chị không kèm cân nặng sao chốt được. Thun lạnh vào đấy giúp em nhá. Thun lạnh 15k cái rồi thơm phạm thun lạnh 15k này. Chị Yến Ngọc Trần ơi, nay ở đây săn thun lạnh nè. Xong mấy mẫu này em lên luôn nha mọi người nhá, tại vì số lượng nó cũng không có nhiều đâu. Nên là xong em xong cái mẫu này em lên luôn cho mọi người thôi. Tại vì đây các chị nhìn mẫu em này, bộ gấu này cho em là từ 20 cân đổ lên rồi nhá. 20 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại mặc đẹp cho một chị bộ gấu này 15.000 luôn. 20 đến 25 cân comment luôn dù mấy là bộ gấu. Bộ gấu 15k rồi giúp em nhá. Ok chị Thơm Phạm có rồi nè. Bộ sọc vàng xong mấy cân vừa, các chị cứ từ từ em lên cho mọi người. Giờ em lên luôn nè. Mọi người lên comment hộ em là bộ gấu nhá, 15.000 mà để giúp em. Ai là bộ gấu 15 chốt bộ gấu 15.000 mà để giúp em. Bộ gấu 15k này, ok, gấu 15k chị Đức Phú này. Em ưu tiên cho chị nào gọi như là kèm giá tiền và kèm cân nặng chốt cho nó nhanh mọi người ạ. Chốt cho nó nhanh nha mọi người nhá. Rồi ok. Bây giờ đến cái mã váy này dùm em đi nhá. Đến mã váy này dùm em này, cái này em còn có mấy cái em tặng nốt này. Cái này là vừa bán vừa tặng đầu like, tại vì hàng này cũng còn số lượng này mọi người này. Vừa bán vừa tặng đầu like này, 2, 4, 5, 6 cái nữa. Cái này là em còn số, em còn hàng em đang bán là 40.000 nhưng em muốn tặng mỗi chị cái đầu like 25.000 một cái này. Cái này em còn 4-5 cái cơ, mọi người chốt em 15 cân đến 21 cân thôi nhờ nhá. 15 cân đến 21 cân thôi. Mọi người comment hộ em là mã váy 25k và kèm cân nặng lên dùm em. Ai muốn lấy váy 25.000 mình chốt hộ em là váy 25.000 kèm cân nặng lên dùm em này, viền bèo cách điệu này. Rất là xinh luôn mọi người. 25.000 một cái dùm em nhá. Chị nào lấy thì comment hộ em là váy 25k kèm cân nặng lên dùm em là được. Chị ơi gấu em hết hàng rồi chị ơi. Gấu em hết hàng rồi nha chị nha.
Chị nào mình lấy váy 25.000 thì bắt đầu chốt rồi, em nào váy 25.000 chia sẻ live stream thả tim thả like tương tác bài lên dùm em với nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ thả tim thả like và tương tác bài like lên dùm em với. Đây xong mã này em lên thun lạnh cho mọi người luôn. Đây chị nhìn hộ em này, 25.000 một cái. Váy gấu 25.000. Đây là hàng em là hàng nguyên mà em tặng chị nốt 25.000 đấy. Tặng trên like thôi nha. Số like hỏi 25.000 là không có đâu. Rồi bây giờ em bắt đầu em lên thun lạnh cho mọi người luôn này. Ôi 25.000 mới chê ngoài chốt nữa hả? 25.000 mới chị chê ngoài chốt luôn hả? Thôi các chị chê thôi em để lại luôn. Em để em bán 40 các chị ạ. Rồi ok bây giờ bắt đầu lên xếp chân váy cho mọi người này. Lên luôn nha. Em lên luôn cho mọi người luôn. Vì cái số lượng em cũng không có nhiều luôn. Nên là chị nào mình chốt thì mình tranh thủ thôi ha. Mộng Cẩm Nguyễn có váy 25k ok này. Em cảm ơn chị Trúc Mai Nguyễn nhiều nha, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Ok này, chị Mộng Cẩm Nguyễn có váy 25.000 ok này. Trời ơi chị Xuyên Mỹ ơi, để mai em hối lại một lần nữa xem nào. Ok chị Xuyên Mỹ nha, để mai em hối lại một lần nữa xem là sao bọn này kỳ cục vậy ta. Em hối rồi mà tại sao nó vẫn chưa giao chị trời. Set nơ ok chị Hồng Nguyên set nơ này. Rồi hết set nơ nha. Đúng ra là em không có chốt nữa đâu. Tại vì em đã vào bán hàng em không chốt cái mã 10.000 này nữa đâu. Em mới chốt đơn. Mọi người chia sẻ thả tim thả like nên dùm em với mọi người ơi. Trước khi vào bán hàng ý, chị nào mình chưa bấm chia sẻ live stream, chị bấm chia sẻ hôm nay các chị tiết kiệm cái lượt chia sẻ có mọi người ơi. Chia sẻ gì đâu mà được có 70 lượt chia sẻ à. Thiệt tình luôn mọi người, tiếc với em một nút chia sẻ quá trời luôn á. Trong cái đó bán hàng cho mọi người rẻ quá trời luôn. Mà không có chị nào lỡ mà gọi như là bỏ cái nút chia sẻ ra. Đây là các chị chia sẻ like, mọi người tương tác lên dùm em để trên like để em bán cho tương tác thôi. Khi nào mà em like xong các chị xóa like đi cũng được. Em chỉ cần cái lúc này là để gọi như là mình tương tác bài lên dùm em để cho các chị vào đông vui để em lên được nhiều hàng thôi. Thế nào những chị nào mình chưa bấm được cái nút chia sẻ mình bấm lên dùm em với nhá. Kể cả em like xong mọi người xóa like em không cần đâu, nhưng như cần là cái lúc mà em đang like này. Mọi người cố gắng mọi người tương tác lên dùm em với. Nhiều khi mà lên ít người xem quá là không lên được comment, là gọi như là không có lên được hàng cho mọi người luôn các chị ơi. Rồi bây giờ bắt đầu vào bán hàng nha. Bây giờ em bắt đầu vào bán hàng này. Và cái mẫu này là em hôm nay là em sắp cái nào nó ra cái đấy rồi. Em đã sắp cái mẫu nào ra cái mẫu đấy rồi. Cái này nó được có đúng 3 set. Em nói thẳng luôn, riêng cái hàng này các chị đi mua buôn mà còn đang chưa có giá này luôn. Chứ đừng nói là em bán lẻ ra. Đây là gọi như là em số lượng không có nhiều thì em gọi như em bán chiên cho mọi người. Đấy đó, chị mua về cho con mặc cho nó xinh thôi ha. Được chưa ạ? Đây lên cho mọi người này. Cầm một cái bộ đồ lên mà nó nặng cái tay luôn các chị ơi. Nó xịn sò vô cùng. Mà các chị nhìn hộ em hàng này có là hàng thương hiệu này. Set này bán bên ngoài mấy trăm nghìn một set thôi mọi người. Không phải là giá rẻ đâu các chị. Đây mọi người nhìn hộ em này. Em còn có đúng 3 cái này, em chỉ có đúng 3 set thôi, không có nhiều đâu mọi người. Hàng thương hiệu dùng em nhá. Chốt cho em từ 20 cân đổ lên các chị ơi. Đẹp quá trời luôn các chị ơi. Ôi gì đâu mà nó đẹp quá trời luôn các chị. Nhìn hộ em cái chân váy mà nó còn có quần ở bên trong luôn này. Ôi đẹp không mọi người, xịn sò vô cùng luôn. Em chỉ có 3 set thôi, không có nhiều đâu. 10-20 cân đổ lên cho đến 25-26 cân đổ lại mặc đẹp này. Cái này mọi người lên comment hộ em là mã set gái 65.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Có đúng 3 set cho ba chị, không có đến set thứ tư đâu mọi người. Thật sự nó là giá 65.000, các chị không cần phải suy nghĩ đâu mọi người, bao giá luôn này. Đây nhìn hộ em này. Ai lấy thì comment hộ em là set gái 65.000 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Một bộ đồ hàng thương hiệu cao cấp thun lạnh nó mà bán 65.000 size đại đó mọi người. Người ta bán size nhí không có giá tiền này luôn. Rồi ai lấy thì chốt hộ em là set ra set gái nhá. 65.000 kèm cân nặng. Chị nào cũng hỏi em đấy, hôm qua chưa về hàng kịp, chị nào cũng hỏi em ơi về hàng này chưa, là hôm nay về rồi này mọi người này. Rồi ai lấy thì chốt hộ em là set gái 65.000 nhá và kèm cân nặng. Cái set này mọi người mua cho con này đi chơi này, mua đi chơi hay là các chị mua cho con đi tiệc thì đều ok hết luôn mọi người. Cái này 30 cân thì em không có rồi, hàng 30 cân để em lên này. À đây. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm ơi, em lấy cho chị set này nha. Đây set này 30 cân vừa này, đem lấy luôn cho chị set này luôn nhá. Mọi khi này em bán chung luôn, mà em tách mẫu này. Đây, ok rồi, cho chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm một set 65.000 này. Nó cũng y nhau luôn chị ạ, nó chỉ khác cái hình thôi. Như mọi hôm này em bán cho mọi người này em không có chọn hình đâu. Nhưng mà hôm nay là cho chị chọn hình đấy. Ok, này cho chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm một set 65.000 này. Ôi ơi, 65.000 các chị không mua được, em thề mọi người luôn. Không đi đâu mà mua được hàng này luôn, 65.000 luôn. Em bao giá toàn quốc. Ơ có phải không ta? Ôi anh đưa lại cái set ở đây. Đưa lộn rồi. Đưa lộn sai rồi. Phải không ta? Mọi người ơi, mọi người đang xem live mà nhìn em rồi chấm chấm nên dùm em mà tự nhiên tôi bảo bán hàng cái không thấy bà nào comment luôn ạ.
U là trời, các chị không muốn lên hàng này thì thôi để em lên hàng khác, để hồi lúc nào để tí nữa em lên hàng này sau vậy. Mọi người không muốn lên hàng này thì em chuyển chủ đề em lên hàng khác luôn, chứ đừng ngồi im lặng như thế này, khó lên hàng lắm. Chị Huỳnh thắng có 2-3 cân ok này. Không muốn chốt hàng này em lên hàng khác cho đỡ phải ngồi im lặng đó chị. Ok này, cho chị Huỳnh thắng 65.000 này. Rồi chị nào mình lấy sếp gái, comment hộ em là sếp gái 65.000 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. Ôi lúc không có thì hỏi nè. Rồi ai lấy thì chốt. Đây cái hình này cho em là hình Doraemon này mọi người này. Cái này nó có từ size nhỏ đến size lớn này. Nó cũng làm từ size nhỏ đến size lớn luôn á. Tại vì nó không có đủ số lượng. Đây các chị nhìn hộ em đẹp chưa. Ôi mê ly luôn mọi người. Cái này mọi người chốt em 18 cân đến 25 cân luôn nha mọi người nhá. 18 cân đổ lên cho đến 25 cân. Các chị nhìn cái chân váy của nó này, siêu xịn sò cho mọi người luôn. Cái này mọi người lên comment hộ em là mã Doraemon nhá. Doraemon 65.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Đó, ai lấy Doraemon thì comment hộ em là Doraemon 65.000 kèm cân nặng. Hello chị Hồ Thị Thảo nha, hello chị. Mọi người không muốn lên hàng này để em chuyển chủ đề thì em lên sau đấy các chị ơi. Giờ này đầu like ít người xem, có không lên được comment nên không chưa lên hàng này nhá. Rồi ai lấy Doraemon này, chút là Doraemon 65.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Tay ngắn quần dài của cái mẫu này chỉ có cái mẫu mà hàng của Monikit thôi chị ơi. Rồi ai lấy mã này comment hộ em là mã Doraemon và kèm cân nặng Phương Ngưng lại đi để tí lên đi. Màu đầu like lên luôn, hàng mắc tiền không lên được. Không lên nổi luôn. Rồi bây giờ em lên hàng khác đi mọi người, chuyển chủ đề đi. Bắt đầu tí các chị này vào hỏi ầm ầm ngay bây giờ cái giống đầu like vào like không có bán được hàng luôn. Có bộ bé gái 37 cân không? Có, em đang tính lên nhưng mà chị ngồi im quăng lên nổi các chị ơi. Cái lâu bộ này nó có 37 cân luôn này. Rồi mẫu này em còn một bộ ngố nữa các chị này. Ngố này là dành cho một người lớn nhá. Cái này lụa hàng cao cấp luôn, dùng men còn một bộ này. Còn một bộ này em tặng luôn cho một chị giá là 50.000 một bộ luôn nha mọi người. Còn có đúng một bộ 50.000 này. Chị nào lấy mã này comment luôn dưới là mã bò 50.000 vào đấy giúp em nhá. Ai lấy bò 50 chốt bò 50 vào đấy giúp em. Ví dụ như bây giờ đang xem live mọi người muốn lên là gì, mọi người tương tác đây lên hàng các chị cứ ngồi im luôn. Em riêng cái mẫu này em có cả size 40 cân nữa nhá. Các chị cứ ngồi em không biết lên hàng gì luôn đấy mọi người. Nên là mình ngồi mình xem live mình tương tác lên giúp em muốn lên gì thì phải bảo chứ đây cứ ngồi im như thế này. Gì 110 mấy người đang xem live mà chả có ai comment cái gì luôn. Ví dụ các chị không hỏi thì em đâu biết được là lên cái gì. Nhưng các chị muốn lên 30 cân hay 40 cân thì phải hỏi, chẳng nói năng gì luôn thì ai biết được mà lên. Rồi ai lấy bò 50 chốt bò 50 vào đấy giúp em nhá. Chị nào lấy bò 50 chốt bò 50 40-55 cân đổ lại vừa chị ơi. Còn một bộ em tặng nó 50.000 luôn. Hàng này đang bán là 65.000 đấy. Hàng này đang bán là 65.000. Ai lấy thì chốt hộ em là bò 50 vào đấy giúp em là được ha. Ai lấy bò 50 chốt bò 50 vào đấy giúp em. Đây cái mẫu này nó có form 40 cân luôn này các chị này. Cái hình này nó có 40 cân đổ lại luôn này. Trời ơi ngố này siêu đẹp luôn mọi người ạ. Đây cái này nó có từ size nhỏ đến size lớn. Mà cái này nó là hàng một màu nha mọi người nhá. Không có sợ trộn đâu. Đây đẹp chưa. Hàng thương hiệu này mọi người này. Cái này là C1 đi 65.000 một bộ 40 cân đổ lại và dùm em. 45 cân đi mọi người. C1 kèm cân nặng lên dùm em. C1 kèm cân nặng 18 cân đổ lên đến 45 cân này. Em bán cho mọi người với giá là 65.000 một bộ. Đây là mặt đằng trước và đây là mặt đằng sau này. Ôi mặt nào cũng đẹp luôn các chị ơi. Mặt đằng trước như thế này, mặt đằng sau như thế này này. Ôi hàng cao cấp nó xịn lắm mọi người. Áp vào người gọi như là mát lạnh người luôn. Rồi ai lấy C1 chút là C1 và kèm cân nặng lên dùm em là được nha. 65.000 một bộ mọi người. Thằng nào lấy thì chốt, nó có bắt từ size nhỏ cho đến size lớn luôn. Cái này là cái mẫu mà em đang treo ở đằng sau đấy mọi người. Này là mẫu em đang treo ở đằng sau này. U là trời xinh nhở. Đẹp quá trời quá đất luôn. Ôi đẹp chưa mọi người. Ai lấy C1 chứ là C1 và kèm cân nặng 65k thì nghe em nhé. Chị nào mình lấy mình chốt. Cái này em còn có 1 này, 2 này, 4, 3, 4 bộ nơ này. Thôi không chốt 50 cân rồi chị ơi. Chốt 45 cân rồi chị ạ. Chốt 45 cân rồi. Cái này em còn 4-5 bộ nơ này, các chị nhìn hộ em nơ này, hai cái nơ hai bên này, còn mấy bộ tặng nốt 35.000 đi. Form co giãn ở giữa dùm em này, 35.000 một bộ nơ nốt luôn. 15 cân đến 21 cân đổ lại dùm em nhé, chị nào lấy nơ chốt nơ 35k. Chị nào lấy nơ 35.000 chốt là nơ 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em, còn có mấy set nữa. Ai lấy chốt em là nơ 35.000 và lấy dùm em là được nha. Hàng em đang bán là 40 các chị ơi. Hàng em đang bán là 40.000 đấy, nhưng mà điều nó còn mấy set em tặng lốt thì là 35.000 một set. Ai lấy chỗ em nơ 35 kèm cân nặng đấy dùm em. Nhận đồ đồ đẹp lắm, cảm ơn chị Loan đặt nhiều nhá.
Rồi ai đến nơ 35.000 thì comment hộ em là nơ 35.000 và kèm cân nặng lên dùng may em mọi người. Còn có 4 set nữa thôi, hết hàng rồi. Rồi khoác này em còn có 2 cái nữa chị này. Khoác này em còn có 2 cái em tặng nốt này. 15 cân đổ lên cho đến 22 cân đổ lại em bao vừa chị nhá. 15 cân đổ lên cho đến 22 cân đổ lại em bao vừa. Chị nào mình lấy mã này mình comment luôn dưới là khoác nha mọi nha. Khoác 35.000 vào để giúp em. Ai này khoác 35 chứ là khoác 35k ở dưới em là được, kèm cân nặng lên dùm em. Nơ chị Châu Khang 16 cân ok này. Rồi em còn 3 bộ nơ nó xả nốt chị 35.000 giá chị Út áp dụng trên live thôi. Xem một cho chị Vân Lê này, số 12 đi ạ. Khoác cho chị Lan Ngọc 20 cân ok này. Khoác chị Lan Ngọc ok này, đưa đây. Tạm quá. Ok chị Vân Lê một bộ này. Thơm Phạm 21 cân ok này. Nơ chị Hồng Nguyên 20 cân ok này. Rồi chị này nơ chốt nơ dùm em 35.000 một bộ thôi chị nhá. Ai này nơ chốt của em là nơ và kèm cân nặng lên dùm em 35.000 này. Còn đúng một set nữa em tặng nốt chị 35.000 thôi. Khoác này mặc ra đứng ai cũng khen. Cảm ơn chị Tăng Bảo Phương nhiều. Rồi em còn một set nơ nữa. Chị nào mình lấy nơ mình chốt của em là nơ nhá, 35.000 thôi các bác ơi. Set đẹp mềm đẹp cực kỳ luôn. Rồi em còn một cái khoác nữa này. Chị nào mình lấy khoác cho là khoác em tặng 35.000 nha. Cả một cái khoác mà bán có 35.000 bằng coi như là bằng tiền cái, chả bằng tiền cái gì cả các mọi người ạ. Rẻ quá trời nhưng chả bằng tiền cái gì cả hết luôn. Đẹp quá trời quá đất luôn. Ai lấy thì chốt. Rồi mẫu này dùm em có chỉ nhìn hộ em này. Cái này em còn có mấy bộ này. Cái này bộ còn mấy bộ dâu này chất đẹp lắm mọi người. Form của nó là form baby doll dùm em mẫu mới nữa mọi người. Mẫu mới dùm em luôn nhá. Vỏ vải của nó là vải lụa các chị nhìn hộ em này. Cái độ bồng của nó này xinh ơi là xinh vô cùng luôn này, tặng 35.000 một set luôn. Hàng mới về luôn tặng 35.000. Khoác không có 24 cân nhá. 12 cân đổ lên đến 16 cân mọi người, 12 đến 16 cân này. Kèm giá tiền nhá. Comment hộ em là dâu 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào này dâu này, chỗ này là dâu này, biếu cho chị 35.000 một bộ bao giá toàn quốc luôn. Bộ vàng không chị ơi, không có bộ 50 cân đâu, không có bộ 50 cân nha chị nhá. Mới nhận được đồ rồi đẹp lắm. Em nói với chị Trần Ngọc Chi nhiều nha. Rồi chị nào mình lấy dâu nhá. Chị nào mình lấy dâu mình chốt luôn là dâu dùm em. Cái này trên live bán giá 35.000. Chứ xuống live bán giá 40 chứ không bán 35.000 đâu nha mọi người. Xuống live là bán giá 40 nha. Em nói công khai luôn. Giá trên live là 35.000. Còn giá dưới live là 40.000. Dâu chị Yến Nha là 12 cân ok này. Em chỉ có ưu tiên cho khách trên live nhiều hơn là khách dâu Yến Nha này 35k này ok này. Rồi bác nào mình lấy dâu chốt dâu dùm em này. Cái này của em nó là dạng gài núc này mọi người, có thể tháo ra tháo vào cho bé đều được ok hết luôn. Đó chị nào mình lấy dâu mình chốt là dâu nhá, dâu 35.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Chị nào lấy dâu chốt em là dâu kèm cân nặng 35.000. Nay còn mấy set nơ size lớn này nhiều nốt cho chị luôn này. 17 cân đến 25 cân dùm em á chị nhá. 17 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại em bao vừa luôn. Cái nơ này cho em nó là nơ thật này, C2 kèm cân nặng 35.000 một bộ, còn có mấy bộ thôi. Chị nào mình lấy C2 mình comment hộ em là C2 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. 35.000 một bộ dùm em. Này 2 dây mặc cho bé thì là siêu mát luôn mọi người, chất của nó toàn bộ là chất lụa luôn. Nhà nàng chị cứ chuyển hàng cho em chất bao đẹp mọi người ạ. Rồi ai lấy thì comment hộ em nhá, ai lấy comment hộ em là C2 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Đây chị ơi gấu đúng không? Có chị hỏi em gấu đây đúng không? Gấu Martino đúng không? Đây thì chị Vân Lê này, lên gấu này. Vải xịn lắm mọi người ơi. Lần trước về thì có vài set tranh nhau mua, không có hàng mà bán luôn. Nhìn bộ đồ này đẹp nhức nách luôn. Trai gái đều mặc được mẫu này luôn. Và form này nếu mà bé nào gọn người 45 cân đổ lại vừa luôn. Số này nó là số 14 là 45 cân đổ lại. Nhìn bộ đồ là biết liền là hàng cao cấp luôn rồi. C2 cho chị mua bồng này ok này. C2 này là giá em tặng với chị, em không nhập vào được 35.000 đó mọi người. Em tặng cho mọi người thôi. Ngô bồng một bộ C2 này. Mua đơn hàng đủ 100.000 dùm em nhá. Chị Thanh Tuyền ơi, hàng này 16 cân mặc hơi rộng một chút xíu nha. Các chị nhận hàng hơi rộng một tí mọi người cũng thông cảm dùm em.
không có mất công, hơi động một tí mà hàng 35.000 cũng đổi cả mới mất công mọi người. Đây các chị nhìn hộ em này, hàng này bao đẹp cho mọi người luôn, hàng thương hiệu này các chị nhìn hộ em này. Cầm bộ đồ nên gọi nó xịn sò, nó mát lạnh cái tay luôn. Mọi người chốt cho em hộ em là từ 18 cân đổ lên các chị ơi, đẹp chưa? 18 cân đổ lên dùm em cho đến 45 cân đổ lại, mặc đẹp và trai gái đều mặc vừa dùm em. Ví dụ như các chị chốt cho bé trai chốt 40 cân đổ lại, chỉ có bé gái nó chốt 45 cân thôi. Cái này chị nào lấy comment là C3 65.000 bộ một bộ và kèm cân nặng lên dùm em nhé, chỉ có nhiêu đây rồi này. Đẹp vô cùng luôn. Ai lấy C3 mình comment hộ em là C3 kèm cân nặng chấm bài tương tác thả tim thả like lên dùm em các chị ơi. Mình đang xem live mình chấm bài mình tương tác thả tim thả like lên dùm em với nhá. Ai lấy C3 chốt C3 kèm cân nặng. Em bao giá toàn thị trường cho chị bộ này luôn. Mọi người ra bên ngoài các chị mua bộ này bèo nhất là 220.000 là một bộ luôn, không có giá dưới đâu. C3 chị Vân Lê 30 cân ok này. Em cho mọi người đi dò giá thoải mái luôn đi, cái bộ này ngoài thị trường các chị biết thừa giá bao nhiêu rồi. Chị Vân Lê một bộ C3 30 cân ok, chị Vân Lê này. C3 chị Kim Diền một bộ 30 cân 65.000 một bộ các chị ơi, bán chưa bằng tiền sai nhí người ta bán nữa chị ạ. Chưa bằng tiền sai nhí người ta bán luôn. Kim Diền một bộ C3 này 65.000, đúng là hàng này em phải bán 69.000 các chị ạ, nói thật sự luôn. Tại vì hàng này của em còn tiền cước vào nữa là rất là nhiều luôn á. Tính ra là em bán cái này cho mọi người là gần như em lại có vài nghìn một bộ là tính tiền cước nữa mọi người, cái này mất tiền cước cho mọi người. Tại vì hàng này em phải gửi từ xa mới có mọi người, không phải là em lấy được ở gần đâu. Đây chị ơi, bao đẹp cho mọi người luôn. Hàng này mà các chị nhận hàng các chị nói không đẹp em cho chị lên like chửi thẳng vào mặt em luôn. Mọi người cứ chửi thẳng luôn là bán hàng của nhà không đẹp mà nói đẹp em cho mọi người chửi thẳng thoải mái luôn á. Chửi gì cũng nghe luôn. Mặc cái này nhá, cốt 3D lạnh này là sướng hơn vải lụa mango nhiều luôn. 29 cân ok chị Hồ Thị Thảo này. Đẹp quá trời quá đất luôn các chị ơi. Có ai lấy C3 comment hộ em là C3 và kèm cân nặng lên dùm em là được nhá. Chất hơn nước cắt luôn các chị ạ, chất hơn nước cắt luôn. Anh đổi cho chị gì rồi nhỉ? Chị Vân Lê bộ này đi, cho chị Hồ Thị Thảo đổi qua. Ok này. C3 40 cân ok chị Trần Hà Linh này, ok chị Trần Hà Linh có luôn. To mà dã man luôn thật các chị ơi, 40 cân đổ lại luôn. 45 cân đổ lại luôn. Trần Hà Linh một bộ ok chị Trần Hà Linh này. Ok chị Trần Hà Linh. Chị nào có đơn nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em nhá. Chị Nguyễn Nga 19 cân ok, chị Nguyễn Nga 19 cân có luôn này. Em phải lấy cái bộ kia xuống. Nè chị Nguyễn Nga một bộ ok, chị Nguyễn Nga này. C3 32 cân ok, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm này ok chị luôn này. Nguyễn Thị Ngọc Diễm có C3 ok này. Tụi em còn hai bộ C3 này em hết hàng nha mọi người nhá. Em nói thật luôn, nhận hàng cứ kiểm hàng thoải mái trước khi thanh toán dùm em này. Riêng cái hàng 65.000 em bao chất cho mọi người là chuẩn loại 1 luôn. Và nhớ dùm em là hàng này nó có loại 2 và loại 3 nha mọi người nhá. Loại 2, loại 3 mọi người sờ chất nó sẽ không mát được như thế này. Nhìn hàng thì nó y chang nhau luôn nhưng mà nó không bao giờ mát được cái chất này, nó cứng hơn, nó khô hơn. Khi các chị nhận hàng loại 1 nhà em về nhà chị biết liền luôn. Cái này là hàng loại 2, loại 3 là người ta may lại nha mọi người nhá. C3 chị Ngọc Mỹ 30 cân ok này. Nên là nếu mà như chị nào mà bán cho chị bộ này mà giá tiền rẻ hơn thì em bảo đảm cho mọi người không phải hàng loại 1 luôn. Em bao cho mọi người luôn á. Tại vì cái này này em bán là hàng chuẩn cho mọi người 100% luôn, là loại 1 luôn nè. Đồ lập thể ngắn 25 cân còn không em? Sao em không nhớ đồ lập thể nào chị Tú Trinh Phạm nhỉ? Hình như hết rồi sao ạ? Ngọc Mỹ có 30 cân ok C3 này. Rồi bác nào mình lấy C3 nữa mình comment hộ em là C3 kèm cân nặng, còn hai bộ này hết hàng các chị nhá. C3 còn hai bộ này hết hàng 65.000 thôi. Chị nào mình chưa chia sẻ livestream mình nhấn nút chia sẻ livestream lên dùm em rồi nha mọi người. C3 và kèm cân nặng lên dùm em 65.000 một bộ cho mọi người luôn. C3 hết 30 cân rồi chị ơi. Đấy các chị không chốt là không có còn đâu, thật sự luôn. Cái này mỗi mẫu nó chỉ đấu được một ri, không có nhiều đâu mọi người ạ. Có một ri à. Trời ơi các chị ơi, nhức nách luôn mọi người. C4 và kèm cân nặng lên dùm em, form đi trang nhau luôn. Ôi mọi người ơi, cả năm mới được có một lô hàng. Trời ơi xịn mà nó đẹp như thế này luôn mọi người, nó sang lắm các chị ơi. Cái này mà mặc cho các chị, mặc cho con đi học đi chơi thì gọi là hết nước chấm luôn mọi người ạ. Ô nó đẹp quá mọi người ơi, nó đẹp chưa nè. Form này mọi người chốt cho em là từ, mọi người chốt cho em là từ 20 cân đổ lên cho đến 45 cân đổ lại vừa dùng em nha. Ủa ôi các chị ơi, C3 hết 30 cân rồi chị ơi. C3
C3 bây giờ em chỉ còn 26 cân đổ lại thôi. C4 kèm cân nặng lên dùm em 65.000 một bộ cho mọi người. Các chị chốt cho em từ 20 cân đến 45 cân đổ lại vừa dùm em mọi người. 20 cân đổ lên đến 45 cân đổ lại dùm em nhé. Sờ cái chất nó mát mọi người. Ôi nó mát mà nó xịn vô cùng luôn ạ. À. Nhìn hộ em hàng nè. Hàng thương hiệu nha mọi người nha. Hàng thương hiệu nha. Rồi ai lấy C4 cho C4 dùm em. C4 cho chị Vân Lê 30 cân ok này. Ôi hàng túi zip dùm em nha mọi nha. Hàng túi zip dùm em nha. Trai gái đều mặc được luôn. C4 ok chị Vân Lê. Một bộ C4 chạy Vân Lê này. Rồi bác nào mình lấy C4 nữa không ạ? Mình comment hộ em là mã C4 nó kèm cân nặng lên dùm em 65.000 một bộ cho mọi người thôi. Rồi cái này em còn có mấy bộ em tặng nốt cho mọi người luôn này. Lụa dùm em nha mọi người nha. Lụa nha. C4 cho chị Nguyễn Ngọc Hân 30 cân ok Nguyễn Ngọc Hân này. Đẹp lắm mọi người, không mua là chỉ có tiếc thôi. Hàng này không phải lúc nào em có để bán cho mọi người đâu các chị ạ. Lâu lâu mình có một lần thôi. Mà từ ngày em bán đến bây giờ, hôm nay em mới được bán hàng này lần đầu tiên chứ cũng chưa được bán bao giờ chị ạ. Chưa có được bán bao giờ luôn. Nguyễn Ngọc Hân một bộ ok Nguyễn Ngọc Hân này. Cho chị Như Lam Tô một bộ 26 cân ok. Mặc cái này quên sầu chị ơi, không biết nóng là gì luôn. Ok Như Lam Tô một bộ này. Rồi bác nào mình lấy C4 thì mình comment hộ em là C4 và kèm cân nặng lên dùm em nhé. 65.000 một bộ cho mọi người luôn. Ai lấy thì chốt vào lấy giúp em là được ha. Chắc mát quá à. Trời ơi, sướng cái tay kinh khủng luôn. C4, 34 và 20 cân cho chị Loan Võ. Ok chị Loan Võ này. 34 và 24 cân chị Loan Võ. Thế cái này không có 40 cân đâu mọi người ơi. Cái này không có 40 cân mà. Ok chị Loan Võ có 2 set C4 này. Rồi có A còn 40 cân đấy mọi người, em còn 40 cân đấy. Bác nào lấy C4 cứ lên comment là C4 dùm em nhá. Em nên pha cho có cái này có kia đấy các chị ơi. Trời ơi các chị nhìn hộ em này mọi người này. Bộ nơ cho bé này, nơ cánh tiên này. Mọi người chia sẻ thả tim thả like lên dùm em với nhá. Thả tim mạnh mẽ lên dùm em với nhá các chị ơi. Ôi mọi người ơi, nhìn hộ em nè. Chất của nó là chất lụa dùm em, phải là vải lanh đâu mọi nhá. Đẹp dã man luôn này. Cái này mọi người lên comment hộ em là mã C5 và kèm cân nặng 35.000 một bộ cho mọi người luôn. Mọi người chốt cho em từ 15 cân đến 23 cân dùm em. Các chị nhìn cái quần của nó sướng không? Đẹp vô cùng là đẹp đó mọi người. Rồi, ai này C5 chốt C5 kèm cân nặng 35.000 một bộ cho mọi người nốt luôn. Đây này em xả kho cho mọi người thôi. Rồi, C5 nha. Bác nào mình lấy C5 mình comment C5 chấm bài thả tim thả like lên dùm em với các chị ơi. Mọi người chấm bài, mọi người thả tim thả like lên dùm em với nha. C5 và kèm cân nặng lên dùm em. Ai lấy thì chốt. Đẹp quá trời luôn. C5 cho chị Châu Khang 16 cân ok chị luôn này. C5 này em tặng cho mọi người thôi. Em bán bằng tiền vải lanh người ta bán đấy mọi người ạ. Ok chị Châu Khang này. Cái này ý mọi người cho về nhà các chị giặt, các chị cho quay máy giặt tẹt tèn tèn cho em. Nó không sợ hỏng vải đâu, nó không phải là vải lanh đâu. Cứ yên tâm mà mua mọi người. Rẻ mà này còn đẹp nữa. Có thì nhàn bé heo ơi, có xét chân váy chị ơi. Ai còn đưa này lên mã xét chân váy rồi. Cái mã xét chân váy mà lên lần đầu tiên nó đưa lại đây là lên lại. Cái mã chân váy á, đưa đây, đưa cọc đầu tiên đây. Đúng rồi, đưa hai cọc luôn. Đây, xét chân váy đây mọi người, đưa đây. Cái hàng kia chốt rồi ném ra, cái bộ kia ném ra. Bộ sát người anh ngồi đây. Cái này có phải xét chân váy không hay là ngố ta? Ngố à. Xét chân váy là cái này. Đây các chị ơi, xét chân váy này em còn có 3 set nữa thôi nè. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Bộ Doraemon mấy cân? À bộ Doraemon này chưa có lên mọi người. Khi nào lên đi đã đi mọi người ơi, đừng hỏi trước các chị ơi. Khi nào lên thì mình chốt sau dùm em nhá. Đẹp quá trời luôn các chị ơi. Mà cái này các chị kể mặc cho con không có sợ ngắn đâu. Tại vì hàng thiết kế này này, nó may form rất là chuẩn đẹp luôn mọi người. 65.000 thôi mọi người, 65.000 thôi. Chị nào lấy mã này comment hộ em là gái 65 và kèm cân nặng lên dùm em nhá. 20 cân đổ lên cho đến 26, 27 cân đổ lại mặc dư xăng dùm em luôn. Đẹp chưa? Ôi 65.000 mọi người, nó đẹp như thế này đỉnh của chóp luôn. Ai lấy gái chút gái, còn có 3 set nữa hết hàng nữa các chị ơi. Có nhiều đâu. Hàng này có muốn ôm nhiều cũng chẳng có hàng mà ôm nhiều luôn á. Thật sự luôn này, em thấy nó quá xịn sò mà giá thì quá bèo nhèo cho mọi người luôn. Gái chị Loan Đặng ok này. Chị Loan Đặng có gái 65.000 này. Ôi cầm bộ đồ mà cảm giác nó sung sướng cuộc đời các chị ạ.
mặc cho con bộ này lên gọi là xinh lắm luôn. Mặc đi chơi, mặc đi tiệc, mặc đi sinh nhật gì cũng ok hết luôn. Đẹp lắm luôn mọi người. Gái chị Loan bỏ ok này, 20 cân này. Có quần jean 35 cân chị yêu ơi, 65k ok này. Chị Nhàn bé heo ơi, cho chị Nhàn bé heo 2 set mày đi, Nhàn bé heo nhá. Nhàn bé heo em cho chị 2 set mày đi ha, tại vì 2 set này em còn giống nhau này, đẹp quá trời quá đất luôn. Này em cho chị 2 set mày nhá, được không? Được không? Được thì ok. Cho chị Nhàn bé heo 2 set ok này. Form này nó co giãn nó đã lắm luôn đấy mọi người, hết gái rồi thì em lên mã khác. Ui rồi các chị ngồi này đây với em. Tối nay là chỉ có sung sướng cuộc đời thôi các chị ạ. Chị Nhàn bé heo có 2 set này, được từ từ đã. Rồi còn một set gái chị Như Lam Tô hết hàng luôn này. Lên bộ gấu ok chị, cái gì cũng lên mọi người, có lên mà yên tâm, em lên cho. Ok 65.000 là cho chị Như Lam Tô này. Rồi đây cái này dùng em này các chị ơi, ôi đẹp thế. Nè, 45 cân đổ lại vừa luôn nha các bác nha. Trời ơi, đẹp chưa? C1 là 65.000 đúng không? C1 và kèm cân nặng lên dùm em, 65.000 một bộ các chị ơi, đẹp chưa? Ai lấy C1 chốt C1 và kèm cân nặng lên dùm em. Cái này chốt em 45 cân đổ lại đi mọi người, 45 cân đổ lại vừa dùm em, hàng một màu dùm em. Ủa ôi các chị ơi, em mặc vừa luôn đi mọi người, em mặc vừa luôn á. Bác nào mình lấy C1 nhá. Bác nào mình lấy C1 mình comment hộ em là C1 và kèm cân nặng, trời nó mát lạnh luôn các chị ơi, sướng thế. Ôi mặc vào nó mát các chị ơi. Mặc vào nó mát là sướng quá. Để em mặc vừa, em 48 cân còn đang mặc vừa này. Nè, bản thân em là 48 cân mà em còn mặc vừa. Chị đây là đang mặc cái quần ở bên trong này, nó hơi bị chật nha mọi người. Nó cũng không chật gì đâu tại vì nó co giãn nhiều này. Nè, bản thân em là 48 cân mà em còn mặc vừa luôn á. Rồi ai lấy thì comment hộ em nhé, là C1 và kèm cân nặng lên dùm em. Còn có mấy bộ này hết hàng. Cô đẹp thế. Hàng này các chị nhìn hộ em này, nó co giãn, nó sướng lắm luôn. Nó mặc nó rất là co giãn luôn. Lên bộ gấu ngố đi. Đây lên cái này đã, từ từ đã chị ơi, từ từ đã, đừng có hối nhá, từ từ đi. Lên có cái này có cái kia đó, mọi người bốc vào cái gì lên ở đấy thôi. Rồi bác nào mình lấy C1 mình comment hộ em là C1 kèm cân nặng 65.000. C1 cho chị Loan Đặng mà chiếc rẻ thế. Chị Loan Đặng có C1 để ý ghi mã cho đàng hoàng nhá. Ngọc Mỹ 30 cân ok. Ngọc Mỹ 30 cân ok. Ô cái mã gái đằng sau còn một set nữa kìa. Nhưng mà 30 cân thì không vừa rồi. Gái 30 cân thì không vừa rồi. Rồi ok. Ai lấy C1 nữa thì comment hộ em là C1 và kèm cân nặng lên dùm em là được. Nè. Cái này em còn mấy bộ ngố hàng xịn cao cấp nữa này mọi người này. Còn mấy bộ em tặng cho nốt luôn này. Đây mọi người còn có mấy bộ ngố xịn này em tặng nốt này. Hôm bữa em bán nó 79.000 giờ còn có mấy bộ nữa. 15 cân đổ lên đến 28 cân nhé, 15 đến 28 cân này, tặng nốt múa chị bộ cho em giá 55.000 nốt đi. Chị nào này ngố xịn 55 comment là ngố xịn 55.000 và kèm cân nặng lên dùm em. Comment hộ em là ngố xịn 55.000 và kèm cân nặng lên dùm em là được nha. Em đăng cái bài xét ngố này, Facebook nó quét cái bài của em, em phải xóa mình dám đăng hình, nó quét mọi người. Nó quét đúng cái bài đăng đấy của em, nó không cho em đăng luôn á. Đây ai lấy ngố xịn cho ngố xịn dùm em. 15 cân đến 28 cân, xả nốt 55.000 một bộ. Đẹp dã man trời đất chưa? Ngố 28 cân thì kim tiền này, ok chị này. Xả lỗ chị 55.000 đấy mọi người ạ, lỗ banh chành luôn. Lỗ banh chành luôn, 55.000 một bộ đồ ngố xịn, ngố lỗ banh chành luôn này. Rồi ai này ngố xịn, nó comment hộ em là ngố xịn 55.000 kèm cân này. Ngố xịn cho chị Hồ Thị Thạc 55k ok này. Chị nào có đơn nhớ nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn giùm em nhá. Chia sẻ like và để chế độ công khai nên dùm em đi mọi người ơi. Tất cả những chị đang xem like cho em xin một nút chia sẻ, một nút thích like chim vào đấy các chị ơi. Tiếp tục này. Trời ơi em lên hàng này cho chị xỉu ngang luôn mọi người ạ. Em lên hàng này cho chị xỉu ngang luôn. Xỉu ngang luôn. Loan Đặng có 25 cân ok chị Loan Đặng này. Hàng này đúng là chị xỉu ngang thật luôn ạ. Đẹp lắm luôn. Loan Đặng có ngố xịn ok. Trời ơi cái này các chị phải tranh thủ dùm em, không có nhiều đâu em nói thật luôn á. Nó không phải như cái hàng mà mọi khi em bán đâu mọi người. Số lượng cực kỳ có hạn luôn. Hàng này hàng xịn dã man luôn mọi người.
Ôi nhìn hộ em này. Ôi các chị ơi đẹp chưa? Nhất phẩm luôn. Form này 30 cân đổ lại vừa dùng em nhá, 20 đến 30 cân đổ lại vừa dùng em các chị. Form này nó co giãn tốt lắm các chị, nhìn hộ em độ co giãn của nó này. 28 cân đi mọi người, 20 đến 28 cân cho chắc ăn đi mọi người. 20 đến 28 cân đổ lại mặc đẹp này, C mấy anh? C6. C6 65 nghìn nhá, ai lấy C6 chốt C6 65 nghìn được đúng 4 set. Cái này ví dụ các chị mặc kiểu cho con nó đừng đóng thùng mọi người ạ. Em thấy cái ảnh mẫu nó không có đóng thùng, nó để kiểu suông suông nó không đóng thùng rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy chốt hộ em nhá, C6 kèm cân nặng 65 nghìn này. Nè. Các chị nhìn mẫu mặc cho em này đẹp chưa? Nó là cái kiểu kiểu như này, tí em sẽ lên cả cái này cho mọi người luôn. Đừng có đóng thùng cho con mặc như này nhìn rất là đẹp các chị thấy không ạ? Đẹp cực kỳ luôn á. Em có ảnh mẫu đàng hoàng hết luôn mà. Ngố xịn 19 cân cho chị Nguyễn Nga, ok này. Chị nào chưa chia sẻ livestream bấm cho em xin một nút chia sẻ đi mọi người ơi. Mười chín cân. C6 đúng không ạ? C6 chị Loan Võ này 20 và. Ôi cái này không có 34 cân đâu chị Loan Võ ơi, không có nha, bỏ bill nha. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm ơi, cái này em chỉ bao 28 cân đổ lại thôi. Em bao 28 cân đổ lại thôi, hai set cho chị Nhàn Bé Heo này, ok này. Này chị bao 28 cân đổ lại thôi, không dám bao đến 30 cân thôi. Nhàn Bé Heo có hai set này. Hết 28 cân này mọi người ơi, hết 28 cân rồi. Còn 20 là 26 cân nữa các chị ạ. C6 cho chị Loan Võ 20 cân ok này. Rồi còn một set là hết hàng luôn nhá. Nó không có nhiều đâu nên là em bảo là nên xếp nào chị phải tranh thủ giùm em, không cần phải suy nghĩ đâu. Em bán chị 65 nghìn là quá bèo luôn rồi, còn 25 cân đổ lại đấy nha mọi người nhá. C6 em còn 25 cân đổ lại nữa, bác nào lấy C6 cho C6 giùm em. Rồi lên C7 luôn giùm em đi mọi người ơi. Chị nào lấy C7 lên C7. Ôi set này phong to quá chị ơi. 40 cân đổ lại giùm em nha, 40 cân đổ lại luôn. C7 65 nghìn kèm cân nặng lên giùm em, tất cả đều có quần ở bên trong hết luôn. Nó là thun lạnh nha mọi người nha, về nhà nhận hàng chỉ có phê tít luôn. Có đồ 8 cân chị ơi. Rồi. Chị nào lấy C7 nè. Chị nào lấy C7 comment hộ em là C7 và kèm cân nặng lên giùm em nha. C7 kèm cân nặng lên giùm em 65 nghìn một set này. Ủa đẹp thế. Meli. Hắn rẻ quá, 65 nghìn rẻ quá. Nên bộ đồ này 65 nghìn chỉ có sung sướng cuộc đời. C7 cho chị Kim Hiền 30 cân ok. Kim Diền này 34 và 20 cân chị Loan Võ này. Loan Võ có 2 set này. 35 cân hết, 43 cân hết, không có. Rồi hết nha. Em còn 28 cân đổ lại thôi các chị ơi. Rồi C7 này chỉ còn 20, 27 cân đổ lại này các chị này. C7 còn 27, 28 cân đổ lại dùm em nha. 27, 28 cân đổ lại nữa thôi. Đó chị nào này C7 chốt C7 kèm cân nặng nhận hàng sẽ biết là hàng đẹp như thế nào luôn. C7 cho chị Nguyễn Ngọc Hân 28 cân ok này. Hết 32 cân luôn. Nguyễn Ngọc Hân có ok này. Rồi em còn 2 set nữa. Em còn 2 set nữa nha, 20 đến 27 cân đổ lại giùm em. 23 cân cho chị Huỳnh Thắng ok. 23 cân cho chị Huỳnh Thắng. Chị nào có đơn nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn, còn 1 set nữa. Em còn 1 set nữa, bác nào mình lấy C7 chốt C7 và kèm cân nặng lên giùm em. Còn 1 set nữa hết nè. Rồi bò này em còn có 1 này, 2 này, 3 bộ bò này. Bò này 15 cân đến 21 cân vừa các chị ơi. 15 cân đổ lên đến 21 cân đổ lại vừa, vải siêu đẹp luôn dùm em, 39 nghìn đồng nốt cho mọi người luôn. Ai lấy bò 39 chốt bò 39k với em kèm cân nặng nha, 15 đến 20 cân nha mọi người. 15 cân đến 20 cân này, comment hộ em là bò 39. Ui chị Ngọc, chị Ngọc Thảo này đổi ảnh đại diện à. Ok Ngọc Thảo này. Chị Ngọc Thảo ơi còn một set này lấy luôn không chị Ngọc Thảo nè. Chị Ngọc Thảo ơi còn một set mèo Hello Kitty lấy luôn không? 65 nghìn luôn này, đồng giá 65 nghìn có lấy không? Các chị mua nhà em 3 set ra ngoài chả mua được một set, cứ thoải mái mà tẹt ra mà chơi các chị ơi.
Tẹp ga mà chơi đi, hàng này để dành đến mặc đến á. Mặc đến gọi như là đến Tết luôn cũng được, được không? Đi chơi sướng luôn. Rồi ai đấy bò 39, tức là bò 39 vải lụa dùm em nhá, 15 cân đến 20 cân thôi. Comment hộ em nào bò 39k giúp em là được. Ai đấy bò 39 chốt bò 39k giúp em. Bò 39k còn 3 set nữa hết hàng nhá, ai lấy chốt. Rồi. Cái ngố này em lên lại cho chị nào lấy ngố chốt ngố này. Ngố này em còn từ 20 đến 25 cân là chị nào lấy vàng comment là vàng 65.000 dùm em luôn nhá. Ai lấy vàng 65 chốt vàng 65. Ok chị Ngọc Thảo này. Ai lấy vàng 65 chốt vàng 65 vào đấy giúp em nhá. Nó cùng là một hàng thương hiệu này luôn đó chị nhá, cùng là một hàng thương hiệu này luôn. Vàng 65 vào đấy giúp em đi mọi người. Chị nào lấy vàng 65 chốt vàng 65 còn 2 set hốt nốt dùm em đi mọi người ơi. Em còn 2 set các chị hốt nốt dùm em đi nào. Rồi tiếp theo. Còn chứ chị làm sao mà đã hết được, từ từ đi lên hết luôn. U lạ trời các chị ơi, cái mẫu này thì phải nhanh tay dùm em. Nhanh tay mọi người, không có hết phần bây giờ luôn đấy. Ôi. Em xỉu các chị ơi, xỉu ngang luôn á. Ôi nè. Chưa cần mở bộ đồ đang đã biết là đẹp rồi mọi người. Em ơi kiểm tra dùm chị đơn 11 tây đến nay rồi. Ok chị Linh Vi, nó sáng mai kiểm tra luôn chị Linh Vi ạ. Sáng mai yêu cầu phát gấp luôn, ok chị luôn. Chị nào lâu nhận hàng cứ con cứ lưng lên là kiểm tra đơn kèm số lượng điện thoại mai. Ui 45 cân đổ lại vừa luôn dùm em mọi người. Chia sẻ lên dùm em đi nào. 45 cân đổ lại vừa dùm em luôn. 20 đến 45 cân này. Mã bao nhiêu? Dê C8 65.000 luôn. Chị Hồng Nguyên 20 cân ok. Mấy cái hàng này mà không hốt cho con được đủ bảng màu thì tối nay gọi nhà tiếc mất ngủ luôn các chị ạ. Nó quá đẹp nhưng mà nó quá rẻ, nó 65.000 mọi người. Ôi, nhức nách cho các chị ơi. Ai lấy C8 chứ là C8 nhá, C8 kèm cân nặng đằng trước với đằng sau hình khác nhau các chị ơi. Đằng trước với đằng sau là hình khác nhau nhá. C8 cho chị Huỳnh đen, ok chị Huỳnh đen luôn 30 cân, sướng thế. Em bán cái hàng này em cũng thấy sướng nữa các chị ạ. Không chỉ các chị thấy sướng đâu mà em cũng thấy sướng luôn cơ. Nó đẹp quá à. Chị Huỳnh đen có C8 này. Huỳnh đen có C8 này. 32 cân cho Trần Thủy Tuyên này. Mấy chị khách mới vào chốt đủ đơn dùm em nha. Mất công em đang không có hàng chốt vào, cứ một sản phẩm đi ra mai mất công xả đơn nha. Chị Trần Thủy Tiên này đủ đơn dùm em nha. Thêm một sản phẩm lên số điện thoại. Vân Lê 30 cân ok này. Ok chị Vân Lê có này. 25-24 cân này. Ok chị Phúc Lê có 2 set này. Phúc Lê có 2 set này. Hai bộ chị nhàn bé heo không biết có đủ hai bộ không trời. Thế anh bỏ lại chị đấy một set này này. Đưa lại như thế nào nhanh lên. Đưa số 11 ạ. Còn đây nhanh lên. Lấy chị nhàn bé heo hai bộ này hơn bất cho con người lộn nè. Nhàn bé heo có hai bộ ok. Chị Loan Võ á. 20 cân hết của chị Loan Võ ơi, giờ chỉ còn size lớn thôi. 35 cân thì Huỳnh Ngọc đây. Rồi còn một set nữa mọi người ơi. 40 cân chị Như Lam tô rồi hết luôn các chị ơi. Hết hết mọi người ơi. Đến chị Như Lam tô là hết nha. Hết hàng. Đến chị Như Lam tô là hết rồi.
C9 này. Rồi C9 dùng em mọi người. Chị nào này C9 chốt C9 dùng em nha. 65.000 luôn. C9 và kèm cân nặng lên dùng em. 65.000 nữa các chị này. Đẹp chưa? C9 và kèm cân nặng 65.000 luôn. Form 40 nha. Form 45 cân đổ lại các chị ơi. 20 cân đổ lên cho đến 45 cân nha. 20 đến 45 cân này. Ai lấy mã này comment hộ em là mã C9 và kèm cân nặng lên dùng em. Cái này số lượng không có nhiều đâu nên là các chị phải nhanh tay dùm em, có nào không có hàng đâu mọi người ạ. Đẹp quá trời quá đất luôn. Rồi C9 nha. Rồi C9 nha mọi người ơi. Đây form to này, đưa chị xem cái form to 45 cân luôn này. Cái bộ số 14 này em 48 cân mà em mặc vừa luôn đấy các chị ơi. C9 cho chị Trần Hà Linh 36 cân ok. Ba mươi cân chị Ngọc Mỹ này, 32 cân á, hết 32 cân, hai bộ chị Phúc Lê này, Phúc Lê có hai bộ này, nhàn bé heo không có rồi chị nhàn bé heo không? 30 và 45 cân. Chị Vân Lê hết 30 cân chỉ còn 45 cân thôi. Út Nguyễn Thị có 23 cân ok. Út Nguyễn Thị có ok này. Rồi em còn một bộ size lớn nữa nha. Chị Vân Lê lấy chị Vân Lê một bộ size lớn nha. Ok Vân Lê nha. Cho chị Vân Lê một bộ size lớn đi. Em có mất công là hết rồi. Tí chốt mã khác. Ok chị Vân Lê hết hàng luôn. Trời ơi mã này xỉu ngang á chị ơi. Mã này em đúng là xỉu ngang luôn á chị ạ. Xỉu ngang thật sự luôn á. Chị Nguyễn Ngọc Hân này như là chị có C10 dùm em 65.000. Nói chung khỏi đọc giá thì nha, 65.000 khỏi đọc giá nha. 45 cân này C10 dùm em nhanh chóng. 20 đến 45 cân C10 nhanh chóng quá chị ơi. 65.000 này siêu đẹp cho mọi người luôn. Hàng chuẩn loại 1 dùm em nha. Nhìn cái mạc này là đủ hiểu là hàng cao cấp rồi ha. Nhìn cái mạc dùm em này không cần phải nhìn đi đâu hết đâu. Rồi C10 và kèm cân nặng 65.000 một bộ. Ai lấy thì chốt. Mát lạnh tay luôn. C10 30 và 45 cân chị Vân Lê này. Bà nào này khách mới kêu lên số điện thoại không lên, không lên không biết nữa. Mất công thiệt luôn, không chốt thì bảo không chốt. Chị Vân Lê có 2 set C10 chị Vân Lê. Mà 2 cân chị Nana Bùi này. Rồi 30 cân đổ lại hết, 30 cân đổ lại thôi. Nana Bùi này hết. Hết rồi mọi người, giờ chỉ còn 27, 28 cân đổ lại thôi. Ôi mấy bà size nhỏ đâu. Trời ơi, mấy bà size nhỏ đâu hốt mấy cái mẫu này nè. Hết 32 cân rồi, giờ còn 27, 28 cân đổ lại thôi. 28 cân đổ lại dùng em thôi nha. Ôi, bộ size nhỏ nhất này các chị này đẹp đã chưa? Rồi, ai lấy thì comment hộ em. Út Nguyễn Thủy không cần phải lên số điện thoại, chị là khách mua hàng rồi. Rồi ai lấy chốt hộ em, em thấy có số điện thoại rồi. Mua hàng chưa không biết nhưng mà thấy có số điện thoại lưu rồi. Rồi, C10 kèm cân nặng lên dùng em. Ai này C10 chốt C10. Các chị nhận hàng nó còn đẹp hơn trên like gấp 10 lần đúng không chị ạ? Nó còn đẹp hơn trên like luôn á. Chấm mài nên dùng em C11 này. Rồi ai lấy C11 chốt C11 dùng em nhá. Ai lấy C11 Doraemon, ai hỏi Doraemon đâu. 45 cân đổ lại dùng em C11 và kèm cân nặng lên dùng em. Rồi ai lấy C11 chốt C11 và giúp em nhá. C11 vào đấy giúp em. C11 Trần Thủy Tiên 32 cân. Trần Thủy Tiên lên số điện thoại đi chứ không lên số điện thoại em không chốt đơn nữa đâu. Từ Ngọc 35 cân ok này. Từ Ngọc 35 cân này, 25 cân C10 25 cân cho chị Loan Đặng này. Loan nặng có C10, C11 cho chị à. Hết 32 cân, 45 cân chị Trần Hà Linh này. Ok chị Trần Hà Linh này. Rồi ai lấy C11 nữa, ok chị Trần Thủy Tiên ok này. Trần Thủy Tuyên ok. Rồi ai lấy thì chốt hộ em nhé, còn hai á, xem là còn 30 cân không, tại vì ngố này form rộng, form to. Rồi,
Em còn 28 30 cân đổ lại đó mọi người, 28 28 cân đổ lại dùm em nha. 28 cân đổ lại dùm em này, mặc thoải mái luôn. C11 và kèm cân nặng lên dùm em, ai lấy thì chốt. Bà nào lấy C11 cho là C11 thấy giúp em là được nha. C11 C11 lấy giúp em. Chia sẻ lên dùm em với các bác ơi. Các bác đang xem live, các bác chia sẻ lên dùm em với nha. Rồi lên mẫu này cho mọi người là 15 cân đến 20 nha. Hết 45 cân thì bác bông thôi. 15 cân đổ lên cho đến 21 cân đổ lại vừa dùng em nhé, 15 đến 21 cân này. Cái này comment hộ em là C12 tặng luôn cho chị giá 40 set tầng hàng thiết kế dùng em nha. C12 vào đấy giúp em này, siêu đẹp cho mọi người luôn. Chị nào mình chưa chia sẻ like thì mình bấm nút chia sẻ like lên dùng em với. Còn nhiều hàng đẹp nó đừng thoát like nha, chia sẻ lên dùng em. C12 có set váy chị. C12 vào đấy giúp em, ai về C12 chốt C12 dùng em 40.000 thôi. Em nên pha hàng đấy. Không mất công chị lại bảo em lên mỗi size lớn hơn size nhỏ. Các bạn này C12 chốt C12 dùm em. 12 cái này cột vào với nhau. Này. 20 đến 45 cân C13 vậy giúp em 65.000. Chị nào này C13 chốt là C13 u là trời các chị ơi. Trời ơi. Trời ơi các chị ơi có chịu nổi không? Em này em chịu không nổi luôn này đấy. Ôi C13 vào đấy giúp em mọi người. Ai lấy C13 chốt là C13 và kèm cân nặng lên dùm em. C13 và kèm cân nặng lên dùm em, 65.000 một bộ C13. Hàng đẹp mà rẻ gì đâu đấy. Em cảm ơn chị Bắc Bông nhiều, đúng là rẻ gì đâu chị ơi. Nhận được hàng rồi nàng đẹp lắm. Cảm ơn chị Trái Tim Có Nắng nhiều. Ok chị Trần Thủy Tuyên, tí em lên cho C13 Nana Bùi này. Chia sẻ lên dùm em đi mọi người, rẻ các chị chia sẻ lên dùm em đi. Ok này chị Nana Bùi có 32 cân, ok chị luôn này. Nana Bùi này. Cho chị ở Vân Lê 30 và 45 cân, ok này. Ủa? Chết bà rồi cái này. À được rồi, ok. Vân Lê có 2 set cho chị Vân Lê, hết 45 cân luôn. Hết 45 cân luôn. Hai bộ chị Nhàn Bé Heo. Rồi còn một bộ là hết hàng. Hết rồi chị Trần Hà Linh, Út Nguyễn Thị rồi, ok, hết. Trời ơi, hàng này mà số 6 gì bà. Hàng của người ta hàng size 9-14 mà chốt số 6 ở đâu ra vậy trời. Ờ, các chị mua hàng đừng có comment cái số mọi người ạ. À. Người ta lại bảo là không biết lại tỏ ra nguy hiểm đấy các chị. Em nói thật luôn á, không biết đừng comment số mọi người. Tại vì mỗi một hàng là một kiểu khác nhau. Không có cái nào giống cái nào đâu mọi người ạ. À. Hàng này nó cũng sắp hết rồi, các chị để em lên like mấy mã là hết luôn đấy. Các chị ơi, không có còn hàng đâu. Có hàng đâu mà lấy. Ôi, này được 2 set mọi người, 2 set này. 2 set size đại này. Hai set size đại này, chị nào lấy combo không? Từ chị nào lấy combo này, chị nào lấy cái này em để cho luôn này. Thì 65.000 một set, nhưng mà nó là một set là từ 20 đến 25 cân và một set từ 30 đến 40 cân này. Chị nào đồng ý ok luôn em lấy cho hai set luôn này. Nãy giờ chị nào chốt combo thì để combo luôn này. Đẹp chưa? Combo hai chị em này 65.000 này, siêu đẹp đó mọi người. 20 đến 25 cân và từ 30 đến 40 cân, dùm em có chị nào muốn lấy cái hai cái set này luôn không? Nói chị nào muốn lấy hai set cho hai con không? Bữa nay đồ đẹp chịu không nổi, làm sao mà chịu nổi được các chị. Đồ đẹp như thế này luôn mà. Nhân hàng có đẹp hơn ở trên live luôn mọi người. Mới nhận được hàng lúc chiều, đồ đẹp lắm trang. Cảm ơn chị Tuyên Hà nhiều nha. Không có luôn thì bác bao. Các chị cứ làm như là nhiều lắm ý. Rồi chị nào lấy mã này thì comment hộ em là gấu 65 cao để giúp em nhá. Chị nào này gấu 65 chốt gấu 65 để giúp em này. Trên 14 à. Thôi trên 14 cũng được đi mọi người, ok này. Nguyễn Ngọc thì comment trước rồi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm 35 cân này, rồi còn một set 20-25 cân C14 hoặc comment là mạ gấu cũng được các chị ơi. C14 hoặc là mạ gấu cũng được. Còn một set 20-25 cân hết hàng nha, ai lấy chốt. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt. Trời ơi cái mẫu này xỉu ngang. 12-14. Gấu cho chị Phúc Lê rồi, ok hết cả gấu. Ôi chết rồi. Nhập cái ai 65 cao Phúc Lê. C15 và kèm cân nặng lên dùm em.
Bà nào lấy C15 nhanh chóng quá chị ơi. Trời ơi, ảnh mẫu đẹp lung linh luôn các chị ơi. Ảnh mẫu đẹp lung linh luôn. 40 cân đổ lại dư sức vừa các chị ơi. 40 cân đổ lại dư sức vừa luôn. Ai lấy C15 chốt C15 vào đấy giúp em cho xem ảnh mẫu tí không? Muốn xem ảnh mẫu cho xem ảnh mẫu tí đi. Không khác một ly một tẹo nào các chị nhá. Không khác ảnh mẫu một ly một tẹo nào. Đây là C15 em đang lên mọi người. Đây là lá C15 em đang lên ha, được chưa? C15 vào đấy giúp em. C15 Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Không biết cái này có số 13 không ta? Không, chị Nguyễn Ngọc Diễm không có số 13, không có đâu. Nana Bùi có này. Chị nào không có em bảo không có luôn nha, mai đừng đòi nha. Rồi Nana Bùi này. Hết 30 cân. 32 cân hết. Chị Trần Hà Linh 40 cân. Trần Hà Linh 40 cân. Hết 40 cân. Chị Phúc Lê. Ôi, nhận hàng nhớ cho em xin feedback các chị nha. Phúc Lê. Chị Ngọc Thảo. Ngọc Thảo 37 hết. Hết. Rồi. Em còn 20 đến 25 cân thôi các chị ơi. 20 đến 25 cân bà nào lấy chốt này. Ui, cái này có mèo trộn vào với nhau thôi cho là một nha. Rồi còn 20 đến 25 cân. 25 cân cho chị. Chị Loan Đặng lấy cái này đúng không? Chị Loan Đặng lấy cái này đúng không? Ok, Loan Đặng 65 nghìn này. Rồi ai lấy chốt hộ em? Chị nào chưa chia sẻ livestream nhấn nút chia sẻ like nên dùng em với mọi người. Rồi còn 2 set 20-25 cân nhá. Ai lấy thì chốt hộ em là C15. C15 và kèm cân nặng lên dùm em 65 nghìn. Ôi dồi ôi. Này được đúng 2 set thôi chị ơi. Cái này có mỗi 2 set à. Một set là từ 30 đến 40 cân và một set từ 20 đến 25 cân. Nhức nách luôn. Comment hộ em là hồng 65 nhá. Mẫu này comment là hồng 65 đi. Vì nó có mỗi 2 set thôi. Ai lấy hồng 65 chốt hồng 65 này. Một set là 20 đến 25 cân và một set là từ 35 cân đến 45 cân đi. 35 đến 45 cân thì mọi người đẹp chưa? Nhức cái nách luôn. Hồng 32 cân hồng này không vừa đâu. Tại vì to lắm. Này số 14 cơ. Cái số 14 phải từ 35 cân đổ lên cho đến 45 cân đổ lại mới vừa được. Ai lấy hồng chốt hồng của mày. Hồng cứ chị Trần Hà Linh. Ok chị Trần Hà Linh này. Hồng cứ chị Trần Hà Linh. Rồi em còn một nữa nhá. Còn một hồng nữa. Ai lấy chốt? Chị nào lấy xanh chốt xanh dùm em. Chị nào mình lấy xanh mình chốt xanh dùm em nha. Xanh. Ai lấy xanh chốt xanh dùm em. 40 cân đổ lại mặc đẹp dùm em luôn. Ai lấy xanh chốt xanh. Xanh có mấy set. Mấy cái mã này ít quá nên là nên ít quá nên là đọc theo đại luôn nha. Nãy giờ chốt toàn hết. Sao vậy? Chị Trần Thủy Tuyên chốt được mấy set thì còn muốn gì nữa. Chị được mấy set luôn nữa. Người ta còn đang không chốt được luôn đi kìa. Xanh cho Trần Thủy Tuyên này. Có bộ váy tím chị Loan Đặng có mà. Rồi ai này xanh chốt xanh dùm em nhá. Trời ơi xanh này đẹp này mà không ai chốt á. Ôi xanh đẹp quá trời nữa mọi người. Ai lấy xanh chốt xanh dùm em. Xanh. Chúc mừng chị bắp bông được một set. Đưa mã set chân váy đây anh ơi. Xanh cho chị bắp bông ok. Đưa mã set chân váy đây. Đây nè cái lấy lên chưa. Đưa lại đây xem nào. Rồi ai lấy mã này comment dùm em là mọi người. 20 đến 25 cân còn size thôi các chị ơi. 20 đến 25 cân đổ lại còn size thì còn có mấy set nữa. 65 nghìn này. Cái này các chị lên comment hộ em là mã gì nhỉ. Mã này comment hộ em là mã Doraemon đi các chị ơi. Doraemon thì ai này Doraemon chốt Doraemon dùm em nha. Chị nào mình lấy Doraemon mình chốt Doraemon 65 nghìn 20 25 cân thôi. Chấm bài lên dùm em các bác ơi. Rồi chị nào thì Doraemon chứ là Doraemon phải giúp em nhá. Doraemon phải giúp em.
hai này Doraemon, thuốc Doraemon. Chấm bài tương tác lên dùm em like cho mọi người, không tương tác không lại đâu chị ạ. Ai lấy chốt. Rồi tiếp theo nữa. Xem bao nhiêu rồi? 40 cân đổ lại C16 dùm em, 40 cân đổ lại C16. 20 đến 45 cân các chị ơi, 20 cân đến 45 cân C16 dùm em. Bạn nào lấy C16 chốt là C16 dùm em nha. C16 có thể giúp em 65.000 luôn. C16. Ai lấy C16 chốt C16 65k. C16 mọi người. C16 cho chị Huỳnh Ngọc 35 cân. Huỳnh Ngọc 35 cân. Doraemon cho chị Lệ Huyền 25 cân. Lệ Huyền chị Bắc Bông của 45 cân. Chị Huỳnh Đen có 30 cân. Rồi ai lấy C16 chốt C16 dùm em nhé. Chị nào lấy C16 nó chốt C16 dùm em. Mà sao có chị toàn chốt tay đến sai em mà 20 đến 2 mấy phần ngoài chốt trời. Trời ơi chị Thủy Nhi lâu rồi nay mới gặp chị luôn á. Ủa Doraemon còn không ta? Doraemon chị Thủy Nhi một set ok. Hết Doraemon luôn. C16 hết 40 cân thì Thủy Nhi hết 40 cân rồi. C16 giờ chỉ còn 27 cân đổ lại thôi. C16 chỉ còn 27 cân đổ lại thôi. Chị Thủy Nhi còn một con bụng ngố này đẹp thì Thủy Nhi có lấy không? Chị Thủy Nhi đẹp quá trời luôn. Này Hồng này, ai lấy Hồng chốt Hồng nha, 20 25 cân vừa, đẹp quá trời quá đất luôn. Ai lấy Hồng chốt lại là Hồng này, 20 đến 25 cân vừa. C16 28 và 30 cân. Chị Thùy Diễm em còn từ 20 đến 27 cân thôi chị Thùy Diễm á. Em còn từ 20 đến 27 cân thôi. Ai lấy chốt. Hello chị Ngân Sầu. C17 vào đấy giúp em, 45 cân đổ lại. Ai lấy C17 chốt C17 vào đấy giúp em. Chị nào lấy C17 chốt C17 giúp em nhé, 45 cân đổ lại luôn 65.000. Ai lấy C17 chốt C17, đẹp quá trời quá đất cơ chị ơi, quá trời quá đất luôn nào. Tí nữa xong bắt đầu em like xong mẫu này là chuyên mục em lên xả hàng cho mọi người banh chành nữa mọi người ơi. Ok chị nhá. C17 vào đấy giúp em. Chị Thùy Diễm có lấy cái mẫu C17 này em lấy luôn cho chị Thùy Diễm. Có lấy C17 này luôn em lấy luôn cho này. Cái nào 65.000 hết. Hồng u xì cho chị Loan tặng. C17 Nana Bùi 32 cân. Nana Bùi. Chị Trần Thủy Tiên này khách mới chốt chắc chắn giùm em nha. Mấy chị khách mới làm biếng chốt nhiều, làm biếng chốt luôn nha, thiệt tình luôn đợt này. Sợ lắm mấy bà khách mới lên trên line có hàng chốt xong chốt cả đống và xong bắt đầu. Bắp bông 45 cân ok này. Bắp bông 45 cân, hai bộ chị Nhàn bé heo này. C18 dùm em nha mọi người. Chị nào lấy C18 giúp C18 dùm em, 45 cân đổ lại vừa. Inbox chị ơi, có đơn nhắn tin inbox địa chỉ ở phần tin nhắn. Rồi C18 dùm em nhá. Ai lấy C18 giúp C18 đẹp xuất sắc. Còn vài mẫu nó hết rồi mọi người ơi, hết rồi nha. Rồi ai xong mà em đây chị một mẫu đùi quên mất. Còn có một mẫu đùi đẹp nó mà quên không lên. Rồi C18 dùm em 45 cân đổ lại vừa. Ai lấy C18 giúp C18. C18 dùng em nha mọi người. Ai lấy C18 cho C18. Em đang săn cái lô mà. Em đang săn cái lô mà nó đang hot mà quần loe mà sọc sọc em đang săn mọi người ạ. C18 mà để giúp em, chị nào lấy C18 cho C18 mà để giúp em.
mọi người chia sẻ lên dùm em với các chị ơi. C17 nhàn bé heo ạ nha, C17. C18 chị bắp bông 45 cân ok. Bắp bông Trần Thủy Tuyên 32 cân. Rồi ai lấy C18 45 cân đổ lại chốt của em là C18. Chị nào mình lấy C18 mới chốt của em là C18 để giúp em nhá. 30 cân cho chị Kim Diền, ok, Kim Diền có. Thằng Long nó ngủ rồi. Thằng ngố nó to hơn chân vậy. Ờ, nhân sầu. Có ai lấy chốt độ em nha. C16 mà, C16 là gì nhỉ? Anh thì nhìn chị nhà bé heo mới chốt là sao nào, là mã nào ta? Ừ, thế xem nào. Anh thì nhìn cái bill của cái chị kia xem nó là mã nào. Đấy, ừ, xem bao nhiêu. Dê. Cái C16 là cái nào, nhàn bé heo nhỉ? Chị nhàn bé heo C16 hay là cái mã này à? C16 là cái mã này à? Chị nhàn bé heo nếu mà đúng thì em đổi cho. Chị nhàn bé heo C16 là cái này đúng không? Đúng không? Đúng ok thì em đổi cho nhá. Đúng không? Đúng ok thì đổi cho. Phải không ta? Ừ đúng rồi, đấy, ừ, đúng không? Đúng rồi, ok, nhàn bé heo đổi chị hai bộ đi. Ủa, nó cũng ngang ngang, nó cũng giống giống nhau, nó có khác nhau là mấy đâu ta. Em thấy nó cũng giống giống nhau mà ta. Này, cố chị nhàn bé heo hai bộ đấy, cột mai mất công, nó tùm lâm. Bốn năm cân cho chị Hoa Tím này. Ok, chị Hoa Tím có 45 cân. C16 có 21 cân không chị? C16 có 21 cân không? Có, chị Thơm Phạm có 21 cân mà. Ủa, từ nãy đến giờ bán từ 20 cân đổ lên mà. Trời ơi, chị Thơm Phạm từ nãy đến giờ bán toàn là 20 cân đến 45 cân á. Mẫu nào cũng có 20 cân hết luôn mà không chốt. Còn một bộ chị Thơm Phạm có lấy không? Nè, còn một bộ này có lấy không? Có lấy thì chốt nè, em chốt cho nè. 65 nghìn mà phải mát lạnh luôn. Có thun lạnh cho bé 14 cân không á? Để em xem là hình như là, để em xem là nó sắp hết mẫu này rồi, em lên cả xe nhỏ xe lớn cơ. Rồi ai lấy chốt, cố gắng chốt đủ đơn đủ 100 nghìn dùm em nha. Và có đơn rồi nhắn tin địa chỉ vào phần tin nhắn hộ em nha mọi người. Rồi ai lấy mẫu này chốt dùm em. Bao nhiêu tiếp theo? Lấy chị Thơm Phạm ok. Dê. C19 này mọi người ơi, C19 này 65.000 nha, 45 cân đổ lại vừa này, ui đẹp thế. Rồi ai lấy chốt hộ em là, ôi cái bà nó mấy cái mẫu đằng sau quên không. Mấy mẫu đằng sau quên quên không tháo mẫu, cứ để im vậy trời. Rồi ai lấy chốt hộ em nhá, C19 mà lấy giúp em. Anh ơi chạy đang lấy cái cặp thanh long kia như này. Kìa C19 hết size rồi, chị Hoa Tím mà hết size rồi. Rồi ai lấy C19 chốt là C19 giúp em nhá. Hết sai rồi. Mấy cái hàng này toàn là hàng phun lạnh cao cấp mọi người. Chị nào lấy C19 giúp C19. Chị Thủy Nhi 40 cân ok này. Cảm ơn chị Giang Sầu nhiều nhá. Rồi ai lấy thì chốt của em là C19 đấy mọi người. Mẫu nào cũng muốn mua chị ơi. Chị nào khách mới đơn trên 400 cọc cạc để bên em đi đơn nha mọi nhá. Khách mới đơn trên 400 cọc cạc của bên em để đi đơn. Ui đẹp thế, cái quần nó cũng đẹp. Rồi ai lấy C19 chốt C19 mà để giúp em. C19 chứ không phải là C29 đâu chị ơi. Làm gì đã có C29 chứ à. Rồi C19. Trần Thủy Tuyên có 32 cân ok. Tôi chốt cho mấy ba khách mới nhiều tôi lo lắng lắm. Bốn năm cân hết rồi à, thôi anh chị Thủy Nhi nhá, đổi chị Thủy Nhi bộ này đi, đổi chị Thủy Nhi bộ bộ Thủy Nhi vừa ném ra đấy nè, mẫu này nè, số 7 đấy nè, đổi đây nhanh lên, đưa đây
cho chị Hoa tí một bộ ok này. Em bảo mai chứ giờ này cọc chi. Chị Trần Thủy Tiên một set, em bảo mai chứ giờ này ai mà bắt các chị đi cọc làm gì. Ok. Nên quần béo hồi trưa chị. Rồi ai lấy nữa thì chốt thôi. Em là C19 giùm em nhá. Chị nào là C19 chốt C19 vào đây giùm em. Rồi mẫu này chị comment của em là C20 giùm em này. C20 này hàng này thun lạnh luôn, tay ngắn quần dài, mẫu này tặng cho chị giá 59.000 luôn này, siêu đẹp luôn mọi người. Nè thun lạnh hàng của Monikit không xịn cũng lấy tiền cho chị, nó y chang vải mẫu vừa rồi luôn. Này tay ngắn quần dài C20. Form từ 20 đến 45 cân đổ lại các chị ơi, 20 đến 45 cân đổ lại này. Ai lấy C20 chốt C20 giùm em nhá. 59.000 luôn. Toàn bộ là hàng thương hiệu hết luôn này, mẫu này tặng cho chị giá 59.000 thôi, ai lấy thì chốt. Không phải là vải xấu hơn nên tặng 59.000 thôi chị ạ. Chị nào này C20 cho là C20 và lấy giúp em nhá. Mọi người chia sẻ thả tim thả like lên giùm em các chị ơi. Ai lấy C20 cho C20 giùm em. C20 59.000. Rồi C20 vào đấy giúp em. Còn 3 set này, ai này gấu chút gấu nữa chị ơi. Ôi đẹp dã man luôn mọi người ơi. Cái này hàng của Anikit nó còn xịn hơn cái hàng vừa rồi luôn á. Cái form này 50 cân đổ lại mặc vừa chị ơi, 50 cân đổ lại mặc vừa dùng em nhá. Cái này 50 cân đổ lại này. C20 65 bao nhiêu? C21 đúng không? Thôi, cái này comment là gấu thì gấu 65 này, ai gửi gấu 65 chút gấu 65 50 cân đổ lại mặc vừa. Được chị Nana, em còn mặc vừa chị Nana, em còn mặc vừa mà. Nana một bộ ok. Trời ơi cái hàng C20 này không xịn, tôi cho các bà trả lại luôn. Xịn dã man, nó tặng 59.000. 40 cho chị Thủy Nhi này, C20 này. Kiếm số 13 cái mã vừa rồi với chị Thủy Nhi này. Số 13 á. Rồi ai lấy gấu chốt gấu dùm em nhá. Ai lấy gấu chốt gấu dùm em 65.000 này, xét chân váy dùm em này. Rồi chị nào mình lấy gấu mình chốt gấu giùm em nhá. Ai lấy gấu chốt gấu giùm em, đẹp vô cùng luôn. Có đồ của em có thì duyên chuẩn bị lên này. Ôi cái hàng này nó mịn tăng luôn, chất đẹp kinh khủng luôn. Gấu chữ hình ngọc 35 cân ok, gấu này size đại nhá. Gấu này size siêu cầu luôn. Gấu chữ hình ngọc ok này. C20 cho chị Út Nguyễn Thụy 20 cân ok. Khổ quá, bán rẻ hơn các chị tưởng là hay là không đẹp nên nó bán rẻ hơn. Không phải là vậy đâu mọi người, nó còn em tặng nốt cho mọi người thôi. Út Nguyễn Thụy có C20 ok này. Ủa bộ gấu ai lại gấu chốt gấu chúng em, gấu đẹp thế mà ai chốt á? Ơi gấu em bán form 50 cân đổ lại không chỉ nào chốt là ghê à. Gấu rất bị thanh trúc này, 36 cân. 36 cân này sợ hơi rộng quá. Này thôi 36 cân không chốt rồi, chỉ hình thanh trúc và 36 này là rộng. Cái này phải từ, em nghĩ là phải từ 38 cân đến 50 cân mới vừa, 36 cân em sợ hơi rộng mất công. Hơi rộng thì không tốt nữa. C bao nhiêu tiếp theo? C21 dùm em này, chị nào này C21 cho C21 dùm em 65.000 nha. C21 65.000 này, bây giờ em cái này em chỉ còn form 30 cân đổ lại thôi. C21 này chỉ còn 30 cân đổ lại, không có size to hơn đâu ha. Ai là C21 cho C21 dùm em 65.000, bán rẻ quá trời luôn. Ừ, các chị mua được cái set này 65.000, các chị lợi quá trời lợi luôn. Hàng này em vào giá rất là cao, cả mất cả tiền cước nữa luôn á. Em mất tiền cước cả gần triệu bạc nó luôn á, mà em bán cho mọi người tính là giá quá bèo luôn.
21 này không có 17 cân đâu chị ơi, này size đại mà. Nguyễn Thị Ngọc Diễm 30 cân này, bộ này quá đẹp, còn hết nước chấm luôn á. Này mà không mua đúng là quá tiếc luôn à. Hồng Nguyên có 30 cân này. Chị nào có đơn nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn dùm em nhá. Lệ Huyền có 25 cân này. Lệ Huyền có 25 cân này. Hết hàng. Hết hàng. Ok, Nhàn vé heo hết hàng. Này được 2 set các chị ơi. 2 set biết bán cho ai giờ. 2 set này 20 đến 25 cân u là trời các chị ơi, nó đẹp chưa? Chị nào lấy ngựa 65 chốt ngựa 65 vào đấy giúp em nhá. Ai lấy ngựa 65 chốt ngựa 65 giùm em 20 đến 25 cân thôi. 20 đến 24 cân thôi. Ôi đẹp thế. Xỉu ngang các chị ơi, đẹp dã man luôn. Rồi ai lấy ngựa? Ai lấy ngựa chốt ngựa vào đấy giúp em. Chị nào lấy ngựa nhá, chị nào lấy ngựa chốt ngựa giùm em này 65 nghìn này. Mát lạnh luôn. Không có 12 cân chị ơi. Này đến ngựa nhá, ngựa còn 2 set, ai lấy chốt đưa cái màu vàng đây anh ơi. Đưa màu vàng đây. Đâu ai lấy ngựa chốt ngựa nhá, ngựa còn 2 set rồi, ai lấy ngựa chốt. Nào lấy ngựa chốt ngựa. Chị nào lấy ngựa chốt ngựa về giúp em. Mẹ gì đấy thì khỏi cho lên. Rồi ai này gái chốt gái giùm em này. Gái là 26 cân đổ lại vừa nha. 20 đến 26 cân này bác nào mình. 20 cân đổ lên đến 26 cân này. Bác nào này gái chốt gái giùm em nhá. Gái 65 nghìn luôn. Ô các chị không tương tác bài, em không có like được đâu mọi người ơi. Ngồi chả tương tác bài chả có like được đâu mọi người. Tự nhiên ngồi im luôn. Ngồi im mà không có like cái gì hết mọi người. Ngồi im không ai comment cái gì luôn đó rồi. Rồi ai để gái chúc gái dùm em nó đang like hàng như nay mà còn ngồi im như nay thì like cái gì. Này gái em còn có 3 set em hết hàng đấy mọi người, không có còn hàng đâu mọi người. Nào để gái chúc gái dùm em. Gái chị Lệ Huyền 25 cân ok này. Gái đẹp quá trời quá đất luôn mọi người. Rồi em còn 2 set gái nữa, ai để gái chúc gái dùm em đổi mạng thôi. Xem bao nhiêu anh. C22 dùm em là điếu nốt chị 59.000, 20 cân đổ lên là 45 cân, không đẹp anh cho chị trả lại đó mọi người. Mát lạnh luôn dùm em luôn. 20 đến 45 cân nhá, comment của em là C22 này. Ôi đẹp quá mọi người, thun lạnh hàng cao cấp dùm em luôn, quá đẹp đỉnh của chóp luôn. Rồi, ai là C22 comment của em là C22 và dùm em 59.000. Gái chị Như Lam Tô này. Bé trai 16 cân đợi em bảo là đợi em xong vài mẫu này để em lên, thích lên gì em lên cho. Sắp xong rồi hết rồi. Rồi ai này C22 chút nào, C22 dùm em nha. C22 dùm em 65 nghìn. Nó nộ 59 nghìn nha chị ơi. C22 59 nghìn. Bác nào về C22 chút là C22 dùm em 59 nghìn. cân đổ lại dùm em. C23 dùm em 65 nghìn này. Ai này C23 chút là C23 dùm em nha. C23 40 cân. Ok, hai cái set này cũng là của nó luôn mà. Rồi ai này C23, chút là C23 dùm em 65 nghìn là một set dùm em. Đẹp quá trời quá đất luôn mọi người. Rồi bác nào này C23, chút C23 dùm em 65 nghìn nha. C23 40 cân đổ lại luôn. C23 2 set cho chị Nhàn bé heo này. Nhàn bé heo này là không đủ 2 set rồi, Nhàn bé heo. Số nó không đồng đều.
đàn bé heo một set mà 225 cân, một set 28 cân, 27 cân được không? Nhàn bé heo một set 25 cân, một set 27 cân được không? Chứ bây giờ cái này nó không đồng đều số. Này 25 cân, một set 25 cân, một set 27 cân được thì em lấy cho. Được không thì nhàn bé heo được em lấy cho, không thì em để người khác. Em cân nặng đi mọi người. C23 chị Hồng Nguyên 32 cân ok này. Chị Hà 9 kèm cân nặng sao chốt. Đó ok, nhàn bé heo này 1 này. Chị Quỳnh Như cũng không kèm cân nặng, chị Quỳnh Như mua toàn không kèm cân nặng không à. Chị Hà 9 có 23 cân ok. Ba mươi sáu cân thì Huỳnh Thanh Trúc này. Huỳnh Thanh Trúc có nhá. Chị Lệ Huyền có 25 cân ok, Lệ Huyền này. Chị Lệ Huyền không biết là chốt chưa được cơ. Chị Lệ Huyền em chốt chưa ta? Mà thôi nha, 25 cân hơi chặt cho chị Út Nguyễn Thị đi. Chị Lệ Huyền này 25 cân này sợ hơi cấp. Chị Út Nguyễn Thị, Út Nguyễn Thị Thị đi ha. Út Nguyễn Thị. Ui dồi, chị Út Nguyễn Thị chị lấy xả xả em không chốt đâu chị ơi. Ôi đã bảo là không xả này còn lấy xả, trời ơi các chị biết. Like có mấy chục nghìn lấy này xả kia em không chốt đâu mọi người. Đồ ai là Mickey chốt Mickey dùng em này 65 nghìn luôn này. Chị nào là Mickey chốt Mickey cái này à, nó phải từ 25 cân đổ lên. Này số 9 mà rất là to, hàng Anikit phong to dã man luôn. 25 cân đến 30 cân vừa nha. 25 cân đến 30 cân vừa này. Ai là Mickey chốt Mickey dùng em. Mickey 65 nghìn dùng em nha mọi người. Trời ơi các chị mua văn minh dùng em có mấy chục nghìn mà còn mua cái này sạch cái kia. Rồi Mickey 65 cái đấy còn một bộ gái này, gái chốt gái dùng em mọi người. Chị nào này gái chốt gái dùng em mọi người, gái 65 nghìn luôn dùng em này. Ai này gái chốt gái nhá, bác nào mình lấy gái mình chốt gái dùng em đi mọi người. Gái 65k. 12 cân không có mã này chứ mà 12 cân là mã khác. Rồi ai này Mickey chốt Mickey dùng em, Mickey đẹp quá trời luôn. Mickey đẹp quá trời luôn. Các chị mua hàng văn minh đi, còn mua xả xả này em không chốt đâu chị ơi. Một người xả được một tí nữa các chị thấy tranh nhau xả luôn á. Mình không chốt thì mình để cho người khác chốt. Nhưng bây giờ thì chỗ chị xả thì em làm sao mà em nôi được của chị ra mà xả nữa, cả đống hàng to rồi xong là nôi được với chị. Mai mà chị bảo nhân viên bỏ ra cho rút kinh nghiệm nha, không xả ai xả, xả hết đơn không xả đâu nha. Một người xả tí thi nhau ngồi xả cho chắc em vỡ mồm. Chị còn quần jean bé gái nữa không? Em mới nhận hai cái đẹp quá trời. Em bảo rồi, hàng em làm gì có hàng xấu á chị. Cứ tin tưởng, cứ yên tâm mà mua thôi. Em bảo để lấy nhiều trả lấy. Đang về thêm lô nữa đây nhưng mà không biết bao giờ ấy về. 45 cân đổ lại vừa dùm em mã đùi cơ chứ. Có mấy bộ và 45 cân đổ lại xe bao nhiêu à? Xe 24 dùm em 65 nghìn. Cái này nói 45 cân khiêm tốn nhưng 50 cân đổ lại vẫn vừa cơ chị ơi. 50 cân đổ lại dùm em xe 24 dùm em cũng 65 nghìn luôn. Chị nào mình lấy xe 24 mình chốt em là xe 24 dùm em nha. Nó có từ size nhỏ đến size lớn nữa chị ơi. Xe 24 này mọi người chốt cho em từ 23 cân đổ lên các chị ạ. 22 cân đổ lên nhá, 22 cân đổ lên. Ai là C24 chốt C24 dùm em, toàn là hàng cao cấp không à. Chị nào là C24 mình chốt, em là C24. C24 cho chị bắp bông 45 cân ok này. Các chị lưu ý trước khi chốt dùm em nhá. Chốt cái nào chốt cách cắm dùm em nhá. Rồi ai là C24 chốt C24, C24 đẹp quá trời quá đất luôn các chị ơi. Đẹp quá trời quá đất luôn. Cái này em còn một bộ này là khác size này. Cái này các chị chốt cho em từ 38 cân đổ lên các chị ơi. 38 cân đổ lên cho đến 38 cân đổ lên đến 50 cân đổ lại vừa dùm em. Cái này có đúng một bộ lẻ size này. Nó kiểu khiếp khác mẫu á. Chị nào đánh ngựa comment ngựa dùm em nhá. Ngựa 65 dùm em là có đúng một bộ thôi. Khác mẫu một tí xíu luôn. Rồi ai đánh ngựa chốt ngựa dùm em. C24 cho chị Trần Hà Linh 37 cân này.
Chị Trần Hà Linh hỏi chị bắp bông lấy bộ này đẹp lắm, chị mua đi mọi người. Không mất công mai mốt nhận hàng trước quá. Em ơi còn bộ này không, không còn đâu mọi người. Hàng này là giá sale môn được chứ bình thường làm gì có giá tiền rẻ. Và chính phẩm đang xỉ có giá gần 200.000 một bộ rồi. Ngựa cho chị Thủy Nhi ok này. Ngựa chị Thủy Nhi ok. C24 cho chị Nhã Như Lam Tô 27 cân ok này. Như Lam Tô này. Chị Hà Chiến một bộ rồi hết luôn này. Chị nào có đơn nhớ nhắn tin địa chỉ ở phần tin nhắn giùm em nhá. Rồi cái mẫu này em còn có 3 bộ các chị này. Hôm nay em tách cho chị từng bộ chứ bữa em không cho chị chọn như này đâu. Hôm nay hồi sáng em muốn tách cả buổi sáng mọi người. Này còn có 3 bộ chị nào lấy chốt hộ em này. Trời ơi đẹp chưa mọi người ơi. Nơ đi comment hộ em là nơ 65 kèm giá tiền luôn đi mọi người. Ai này nơ 65 chốt nơ 65 dùm em. Em 50 cân đổ lại dùm em. Trời ơi đẹp quá trời quá đất luôn. Cái này các chị chốt em từ cái này mọi người chốt cho em từ 20, 27 cân đổ lên nha. 27 cân đổ lên cho đến 50 cân đổ lại. 27 cân đến 50 cân này còn 3 bộ bác nào này nơ chốt nơ vào đấy giúp em. Nơ nơ nơ. Chị nào nơ nơ. Ok thì Phạm Mỹ Ánh nha, đợi em xong vài mã này thì em lên cho. Rồi bác nào này nơ mình chốt nơ giùm em. Anh ơi đưa mấy bộ kia đây anh hàng lụa hàng xịn đó. Đó bộ dài đấy. Rồi ai này nơ chút là nơ nhá, nơ giùm em. Nơ 30 cân cho chị Huỳnh Đen này. Nơ còn có 2 bộ chị chốt thì nơ bao đẹp cho mọi người luôn. Cái nơ này mà không chốt thì chốt cái gì à các chị ơi. Đẹp dã man con ngam luôn á. Rồi cái này còn từ 25 cân đến 45 cân đến 45-50 cân luôn. Trời ơi các chị ơi đẹp chưa ạ. 50 cân đổ lại dùng em luôn. Ai này mã hồng comment hồng dùng em nha. Chị nào lấy hồng comment hồng dùng em. 50 cân đổ lại dùng em. Siêu đẹp cho mọi người luôn. Đẹp chưa. Hồng 65k. Nhận bộ này về mà nói không đẹp em cho chị trả lại luôn. Siêu đỉnh của chóp cho mọi người luôn. Rồi ai này hồng chốt hồng dùng em nhé. Chị nào lấy hồng chốt hồng dùng em. Hồng hồng hồng. Hồng là hết rồi đấy. Không chốt là hết không còn đâu mọi người. Ôi cái giá này đi mua đâu có nổi. Em cho chị luôn. Đẹp dã man luôn. Mà lấy hồng thì chốt hộ em là hồng mà đấy giúp em nhá. Chấm lên giùm em với mọi người. Mã này mã bao nhiêu? Gì? Rồi mã này chị nào lấy C25 chốt C25 giùm em này, hàng tiểu thư cao cấp. Hàng này là hàng em đặt may nha mọi người, hàng đặt may siêu này siêu đẹp luôn. Hồng 40 cân cho chị Ngọc, Ngọc Tuyền 40 cân ok này. Hồng có 3 bộ à. Hồng cho chị Ngọc Tuyền này ok nè. Hồng 30 cân. Hồng 30 cân cái này không vừa thì chị Hà Chiến thôi. Hồng 30 cân cái này chỉ có chừng 27 cân đổ lại thôi. Cái này 27 cân đổ lại 30 cân mặc ôm nó không mặc được. Còn quần rin ống le của bé gái nữa không em 25 cân. Đẹp quá đâu chị Lê Huyền hết rồi. Nhân hàng đẹp quá đúng không em bảo rồi đấy. Em nói có sai sự thật không? Tôi đã nói đẹp là đẹp rồi cái giá em bảo nào em bảo nào em bao giá mà. Nghĩ sao quần hàng cao cấp phải bán có bán chưa đến 100.000. Này anh cắm cái đâu rồi cái giả dự phòng cắm vào cái iPhone cái sạc mà mới mua ở đây. Xe bao nhiêu tiếp theo? Rồi chị nào mình lấy C25 mình chốt hộ em là C25 mà kèm cân nặng lên dùm em. 20 cân đổ lên cho đến 32 cân đổ lại em bao vừa bao giá bao chất toàn quốc em tặng cho chị là 55.000 một bộ mọi người. 20 cân đến 32 cân đổ lại không đẹp không lấy tiền luôn dùm em nhá. Bộ dâu tây này đẹp chưa? Rồi, ai lấy C25 mình chốt hộ em là C25 và kèm cân nặng lên dùm em. Rồi cái này đùi này cho mình một đùi là cái đùi ở bên ngoài này. C25 nhá, ai lấy C25 chốt C25 dùm em. 32 cân đổ lại vừa luôn mọi người, 32 cân đổ lại vừa dùm em luôn. 55.000 một bộ nha. Mọi người đang xem live rồi chấm bài thả tim thả like tương tác bài like lên dùm em đi mọi người. Chấm bài thả tim thả like tương tác bài like lên dùm em với. Các chị còn đang xem like không vậy mọi người ơi? Các chị còn đang xem like không vậy? Sao tự nhiên ngồi im ai comment cái gì luôn ấy mọi người. Nhìn thấy ai comment cái gì luôn nữa đâu.
Rồi ai thấy C25 comment là C25 dùm em. Quỳnh Như tương tác lên dùm em đi các chị. Mọi người không tương tác bài sao mà em like được. Chị Quỳnh Như có ok thì Quỳnh Như này. Rồi ai lấy chốt em nhá. C25 và kèm cân nặng lên dùm em đủ màu luôn. 55.000 một bộ. Đấy các chị nhìn hộ em này, nó vải đẹp lắm, nó có nhiều hình. Này cái này ngố này, ghi là ngố ở bên ngoài này. Này cái này là phân váy này, ghi phân váy ở bên ngoài này. Nào ra cái đấy, hoa mai tỉ vỡ mồ. Rồi bây giờ các chị muốn lên gì em lên cho mọi người, hàng kia thì hết rồi. Bây giờ chỉ còn mấy cái bộ lẻ size thôi. Giờ chị nào muốn lên gì comment em lên cho. Chị nào mình muốn lên gì mình comment em lên cho. Trần Thị Tuyên ok này. Cái set chân váy này mà em lên rồi còn hai set nữa, ai lấy chốt nốt cho em đi mọi người. 20 đến 25 cân này, comment hộ em là mã mèo 65 nhá. Thì nào lấy mèo 65 chốt mèo 65 này, còn có hai set nữa thôi. Mèo 65. Xem chị Quỳnh Như chỉ được một bộ nào, lấy thêm một bộ 4x màu khác đi ạ. À? Ok chị Quỳnh Như này. Rồi ai lấy mèo chốt mèo 65.000 nhá. 20 đến 25 cân đổ lại vừa đấy các bác ơi. Cái này chân váy này, còn hai set chân váy này này. Hai set chân váy này luôn này, cột vào luôn. Cái này ngố cho vào cái bộ bookery này luôn này. Nó ngố này hết ngố luôn. C25 Trần Thủy Tiên có rồi, còn bộ 3D ngố nào 40 cân không? Còn bộ 3D ngố nào 40 cân không? Nên hết rồi sao? Cái này em còn một cái váy thun lạnh cũng là hàng của nó luôn các chị ơi, nhưng mà cái này còn một cái này. Cái này mọi người phải chốt em từ 40 cân đổ lên cho đến 38 cân đến đây. 38 cân đến 50 cân đổ lại vừa, còn một cái em tặng luôn cho một chị giá 55.000, hàng của nó luôn đấy mọi người. Hàng của nó luôn đấy, nhưng mà có một cái thôi em tặng luôn cho mọi người là 55.000 thôi. Mèo chị Hà 925 cân số 10 đang, cái mèo vừa ném ra màu tím đấy. Cái mèo vừa ném ra màu tím ấy, còn có hai set nữa. Ủa ném nó để đâu rồi? Đây này, lấy số 10 đi. Rồi ai này mã này comment hộ em là mã váy 55.000 dùm em, nó siêu đẹp luôn cho mọi người. Em mã 65.000 nó còn một cái em tặng nốt. Đâu có phải set này, cứ về vậy chắc là cụ lộn rồi cụ. Nó là cái set này nè. Nó không phải là cái này đâu, vừa ném ra xong ở đây này. Sao ta chỉ ở đây mà vẫn cười khó chịu. Cứ chỉ lấy có vẫn cười khó chịu. Còn xếp chân váy nào 37 cân không? Để tí em xem lại xem chị ơi. À chỉ ok. Ai này váy 55 chốt váy 55 dùm em nhá. Còn đồ người lớn quần già. Em còn thì Nana ơi. Còn thì Nana mà xả rẻ bèo nó xả có 65.000 à. Xả rẻ quá trời đấy. Các chị nhận hàng là biết rồi. Để thấy không ạ? Các chị nhận hàng biết chất lượng rất là đẹp luôn, mà bán giá rẻ dã man luôn. Bán bộ đồ của người lớn còn thua cả bộ đồ của em bé nữa luôn là đủ hiểu rồi. Máy 55k chị Kim Diền ok, còn đúng một cái thôi ok. Chị Kim Diền có máy 55.000 ok. Mọi người muốn lên cái size gì mọi người cứ comment em lên theo yêu cầu cho. Bây giờ bà nào muốn lên gì em lên theo yêu cầu. Đây là bộ này này. Cái bộ này em còn hai bộ màu xanh và một bộ màu đen này, này các chị này, hai bộ màu xanh và một bộ màu đen này, đẹp dã man. Bữa em bán chị giá bao tiền em không nhớ nữa, nhưng bây giờ em xả nốt chị 65.000 thôi. Form này 40 cân đến 58 cân vừa nha, 40 đến 58 cân vừa, hai cái túi hai bên này. Còn hai bộ màu xanh và một bộ màu đen. Chị nào lấy thì comment hộ em là bộ 65.000 và kèm bộ 65k và kèm màu giùm em, nhưng nó có màu xanh và màu đen này. Đây là màu đen này, 65.000 thôi, ai lấy chỗ. Hết hàng rồi. Rồi bé trai 16 cân đúng không? Rồi ok nhá. Bé trai 16 cân nhiều hàng đẹp đây, bé trai đây lên luôn cho. Bây giờ các chị muốn lên hàng gì mọi người cứ comment lên dùm em để em lên cho ha. Đây Doraemon này. Mã C bao nhiêu? C26 và kèm cân nặng lên dùm em 17 cân đến 23 cân này. Em bán cho chị 40.000 vải siêu đẹp, không đẹp cô cho chị trả lại luôn. Hàng nhà em chỉ có đỉnh của chóp thôi mọi người. Hàng nhà em chỉ có một từ là đỉnh của chóp luôn. Nhận hàng chỉ có mê ly luôn, bao giờ phải thất vọng về chất. Rồi C26 kèm cân nặng lên dùm em. Tay này là tay ma lỗ nha, vải 3D dẻo lắm luôn mọi người.
Nhìn nè. Chị nào lấy C26 chốt là C26 và kèm cân nặng lên dùng em. 40.000. C26, C26, 40.000. Nhớ là tất cả các chị có đơn nhắn tin. Đây là bộ bộ dài, bộ đấy. Ai lấy bộ thì chốt bộ đi mọi người. Bộ hoa quần rút tay em chỉ còn size mười mấy cân thôi chị ơi. Bộ hoa quần rút tay em chỉ còn size mười mấy cân thôi. Thế size rồi. Chị nào lấy thì chốt vào đấy giúp em nhé. Rồi tiếp theo mẫu này. Em lên cho chị một cái mẫu này hàng xịn mà em ôm một giá shop người ta sale á mọi người. Hàng xịn mà ôm một giá shop sale nha. Con này đến 45 cân đổ lại dùng em, nó là chất đũi hàng shop người ta sale xuống 45 cân đổ lại dùng em này. Đẹp chưa? Nhức cái nách chưa? Mặc cái này nó chỉ cho quay máy giặt tẹt tèn tèn không sợ hỏng vải đâu. Chị nào mình lấy mã này mình comment hộ em nó B45 và kèm cân nặng lên dùng em. B45 có nghĩa là 45.000 một bộ dùng em nhá. B45 có nghĩa là 45.000 một bộ. Ai đấy B45 mình chốt em là B45 và kèm cân nặng lên dùm em. Còn có mấy bộ này em hết hàng siêu đẹp cho mọi người luôn. 45 cân đổ lại vừa dùm em luôn, hàng xịn sò. B45. Ui dồi ôi, chả lên được comment nữa mọi người ơi. Có liệu có phải thoát ra vào lại không đấy mọi người. Đứng im một chỗ để không lên được cái comment nào luôn. Thông tư tắc bài không like nổi nữa các chị ạ. B45 cho chị Ngọc tiền một bộ này. Hàng này nó là chất đũi pha lụa ở dùm em, nó đũi nhiều hơn là lụa, nó hàng cao cấp dùm em mọi người nha. Bộ đồ mà em bán mà cho mọi người thật sự luôn. Mấy chục nghìn thật đấy, nhưng nhận hàng là bằng người ta bán mấy trăm nghìn, không phải là mấy chục nghìn đúng không chị? Ừ, đẹp chưa? 45 nghìn là một bộ quần áo mà đẹp nhất cái nách luôn. Một A này B45, chắc là B45 mà kèm cân nặng lên dùm em. Rồi mẫu này dùm em các chị này, mẫu này của em nó là hàng của Money Kit này. Cái này nó cũng là lô hàng thương hiệu nha mọi nhá. B45 dạy thủy nhi 40 cân ok này. Thủy nhi ok. Đây mọi người nhìn hộ em này, hàng thương hiệu của Money Kit là đủ hiểu cao cấp như thế nào rồi ha. Xinh lắm luôn mọi người, bộ dưa hấu này chất của nó co giãn 8 chiều luôn dùm em luôn. Cái mẫu này mọi người sẽ chốt cho em là từ... mọi người chốt cho em là từ 8 cân đổ lên cho đến 20. 8 cân đổ lên đến 20 cân đổ lại. 8 đến 20 cân sẽ là giá 45.000. Và từ 22 cân đổ lên cho đến 40-45 cân đổ lại sẽ là giá 49.000 dùm em nhá. Rồi chị nào mình lấy mã này comment hộ em là xanh và kèm size dùm em. Xanh và kèm size dùm em. Nhìn chất này. Đẹp lắm luôn, cốt tông xịn dùm em luôn. 49.000 cho mọi người. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn. Nhớ dùm em là 20 cân đổ lại là 45.000. Mà từ 22 cân đổ lên đến 45 cân là 49.000 dùm em nha. Này, hình dưa hấu này. Chị nào lấy đi chốt hộ em. Xanh kèm cân nặng lên dùm em. B45 dị hình Thanh Trúc 38 cân ok. Hình Thanh Trúc có xanh cho chị Nguyễn Nga 19 cân ok ở Nguyễn Nga. Nguyễn Nga 45.000 ok. Rồi bao này xanh cái này vải xịn lắm mọi người, mặc mát lắm luôn các chị ơi. Mấy cái dòng này các chị mặc cho con là bao mát, nó là hàng thương hiệu của Money Kit đấy các chị ơi. Cái này toàn là bộ là hàng thương hiệu hết luôn á, chứ không có phải là hàng giấy đâu, hàng vớ vẩn đâu. Rồi cái này em tặng cho mỗi chị bộ pyjama nốt luôn này. Pyjama này hàng đẹp, chất lụa hàng cao cấp chuẩn loại 1 cho mọi người luôn. Đây là lụa 100B chuẩn loại 1 nha. Form này các chị có thể mua cho con mặc cũng được đấy mọi người. Tại vì form này nó là vốn dĩ là pyjama, mình nên mặc rộng rộng cho con một tí cũng được luôn, đẹp chưa. Cái này từ 40 cân đổ lên rồi 55 cân đổ lại, các chị mặc đẹp dùm em, quá đẹp luôn mọi người, quá túi này. Cái này bây giờ em tặng nốt cho chị là 40.000 một bộ nha. Chị nào lấy mã này mình comment hộ em là B40 nha chị. B40 có nghĩa là 40.000 một bộ đấy. B40 và kèm số lượng nên dùm em, 40.000 một bộ em xả nốt luôn. Chất vải của nó là mặc rất là mềm và rất là mát luôn mọi người, vừa mềm lại vừa mát luôn. Hôm nay chia sẻ like thấp thế nhỉ, được 141 rồi chia sẻ.
Rồi ai lấy mã này comment hộ em là B40 chứ chẳng phải B40, chúc B40 dùm em. Cho em xem bộ xanh quần dài ở sau. Rồi ai lấy B40 chúc B40 dùm em. Này 40 đến 55 cân đổ lại vừa dùm em nhá. Đây chị nhìn hộ em. Lụa này mặc xuống lắm. Này chị Ngọc Tuyền chị lấy 2 bộ đúng không? Thay đổi như vậy anh chúc bộ khác đi. Không lấy màu đấy. Nói thì chẳng nói sớm, cứ lấy xong rồi bắt đầu đổi. Ngoài mỗi chị mua hàng mà cảm thấy không muốn lấy màu nào thì nó ngay từ đầu tiên nhá. Thôi còn lấy xong này không đổi đâu nó trước nha. Không mà chẳng có đâu hết rồi. Có màu đỏ chị không còn màu, không còn màu nào đâu, chị không lấy thôi, không còn màu nào nữa đâu. Màu đấy ta đẹp thì chết luôn rồi. Đổi. Ngọc Tuyền có 2 bộ B40 này, ok. Ai này B40 chúc B40 dùm em nha. Được rồi, ok. Lai trả lại bộ đấy đây. Đây, ông cho màu cam nhá. Ok, này, mình thanh chúc một bộ B40 đổi lại bộ này. Được chị Ngọc Tuyền ơi, được nhá. Được chứ, cái này toàn màu đẹp không à. Cho chị Ngọc Tuyền thêm 2 bộ, một bộ màu hồng đi. Hồng này và một bộ cho chị bộ xanh ngọc này. Đẹp lắm, màu nào cũng đẹp này. Cho chị Ngọc Truyền thêm 2 bộ là 4 nha. Ngọc Tuyền thì cứ comment Ngọc Truyền. Rồi bác nào này B40, tức là B40 và kèm cân nặng đấy dùng em. Cái lập thể này em còn có mấy bộ nữa này. Mọi người này lập thể này em tặng nốt chỉ 49.000 này. Cái này tặng nốt 49.000 nha. 22 cân đổ lên cho đến 30 cân đổ lại dùm em là mọi người, đẹp chưa, vải của nó siêu đỉnh của chóp luôn. Em tặng luôn cho các bác với giá là bao nhiêu tiền nhỉ? 49.000 nha, 55.000 tặng nốt 49.000. Comment hộ em là LT49K và kèm cân nặng lên dùm em. LT là viết tắt của lập thể nha. Hết, ok chị Lê Huyền này, 50 cân này. Lê Huyền, bộ ok Lê Huyền này. Thôi anh ơi, ra đi anh ơi. Ok, lên liền này. Dọn rồi. Rồi ai lấy mã này mọi người comment hộ em là mã LT này. Đứng lên cho chị xem giá này, đẹp lắm mọi người. LT này giá là 49.000 nốt luôn nha mọi người, đẹp lắm luôn á. Ai lấy LT chốt là đang LT dùm em. LT dùm em. Đây chị ấy hỏi cái chai có tay của mã chó này, có lấy thì lấy này. Chó này bán 40 luôn. Có tay em cũng bán 40 luôn này. Rồi này chó comment chó dùm em 17 cân đến 25 cân, bé nào còn gọn thì 25 cân vừa đấy. Rồi. Chị nào lấy chó nhá, chị nào lấy chó chốt chó dùm em mọi người. Ai lấy chó chốt chó dùm em này, 40 thôi. Chó 40. Lên size gì đúng mọi người, mọi người muốn lên size gì mọi người comment em lên cho. Ai muốn lên size gì comment em lên cho ha. Chó chị Trần Thủy Tiên ok. Rồi váy kim sa này em còn có mấy cái nữa chị ơi. Váy kim sa này em còn có mấy cái 18 cân đổ lên các chị nhá, đẹp lắm luôn mọi người. Ê các chị có muốn lên quần jean đùi không, em lên quần jean đùi cho. Quần jean đùi có muốn lên em lên cho. Rồi mọi người nhá, 18 cân đổ lên cho đến 25 cân này mọi người, kim sa rất là đẹp, nó tặng 40.000 một váy thôi. Em tặng gọi là 40.000 một váy, chị nào lấy mã này comment hộ em là kim sa nhá, mặc lên rất là sang luôn. Comment hộ em là kim sa 40 và kèm cân nặng để dùng em là được. Chị nào mình lấy kim sa mình chốt với là kim sa nhá, kim sa 40k và kèm cân nặng lên dùm em, siêu xinh siêu đẹp cho mọi người luôn. Chó
chấm lên dùng em, ai muốn lên gì comment tương tác lên dùng em đi mọi người. Chị nào mình muốn lấy kim sa mình chốt cho em kim sa để giúp em là được ha. Không lên comment em thoát vào lại nha mọi người nhá. Ngồi im không ai comment cái gì luôn cả. Còn ai đang xem live không? Bởi mọi người sao ngồi im thế, không ai comment cái gì luôn đấy mọi người ơi. Mọi người còn đang xem live mọi người tương tác cho em thoát ra vào lại nhá. Thoát ra vào lại live khác nhá.